Phần 1 Cuộc vây hãm thành trôi Chương 1 Bắt cóc nàng Helen Cách đây hàng ngàn năm, tại Esparta, một thành bang của Hy Lạp, có một vị vua tên là Tisdorus. Ngài và hoàng hậu Leda sinh hạ được bốn người con, hai trai, đó là chàng Castor và chàng Podereces, và hai gái là nàng và nàng Helen nàng Litomnesta đã kết hôn cùng với Agamemnon, con trai của vua xứ Mycenae. Còn nàng Úc Helen thì vẫn chưa chồng. Nàng là một thiếu nữ diễm lệ nhất thế gian. Bậc vương tôn công tử nào gặp nàng cũng muốn sánh duyên cùng. Nhưng họ lại yêu nàng bằng một tấm lòng cuồng si, đến nỗi ai cũng thề sẽ giết nàng cùng chồng và gia quyến khi nàng kết hôn cùng bất cứ chàng trai nào khác. Rốt cuộc nhờ vua Tristarus đành phán cùng với các chàng trai đến cầu hôn rằng tốt hơn là cứ để helen tự kén lấy bạn đời nhưng nhà vua bắt họ phải thề rằng sẽ chịu theo ý nguyện này và giúp người chồng tương lai đoạt lại nàng khi helen bị bất cứ cây nào bắt cóc helen chọn chàng menelaus em ruột chàng agamemnon sau hôm lễ nhà vua thấy mình đã già bèn giao lại giang sơn cho con rể cai quản từ đó menelaus cùng vợ trì vì thành bang esparta mãi tận bên kia biển aggi có một thành bang gọi là troy trị vì thành bang này là priam một nhà vua giàu có và đầy quyền uy ngài có một người con trai trưởng là hector trước ngày hoàng hậu hecuba vợ của vua priam sinh hạ cầu con thứ bà nằm mơ thấy mình sắp cho ra đời một ngọn đuốc rực lửa sẽ thiêu rụi thành troy ngay sau ngày sinh vua priam và hoàng hậu sợ cậu bé sẽ mang lại sức mạnh cho thần dân xứ mình nên priam vội đưa cậu bé lên núi ida bỏ lại đó vì không nợ giết đứa bé một người chăn cừu tình cờ tìm thấy cậu liền mang về nuôi coi như con đẻ và đặt tên là paris từ đó paris sống cuộc đời dân dã dạ như con cái mọi người chăn cừu khác cậu không hề hay biết mình là hoàng tử con vua priam tri vì thành trôi. đúng vào thời paris khôn lớn trở thành một chàng trai cao to tuấn tú thì pelos vua xứ Meprimiden, và nàng Thetis, nữ thần biển cả, cử hành hôn lễ. Tất cả các thần trên đỉnh Olympus đều được mời đến dự, kể cả thần Zeus, chúa tệ của các vị thần, Hera, vợ ngài, Atene, nữ thần trí tuệ, và Aphrodite, nữ thần ái tình và sắc đẹp. Riêng Eris, nữ thần chiến tranh, không được mời. Nàng tức tối đến nỗi đã tự tới ném lên bàn tiệc của các vị thần một quả táo vàng trên có các dòng chữ dành cho người đàn bà đẹp nhất thế gian. Hera, Athene và Aphrodite đều muốn giành quả táo kia nên giữa họ tức thì nổ ra một cuộc tranh chấp gay gắt. Muốn chấm dứt cuộc tranh chấp, thần Trust đành bảo Eris, tính sứ của các chữ thần, đem ngay quả táo kia đến cho Paris, chàng một đồng trên núi Ida nhờ chàng phân xử. Trust phán, bảo Paris trao quả táo đó cho nữ thần mà chàng ta cho là đẹp nhất. Và thế là vào một buổi chiều khi Paris đang chăn cừu trên sườn núi, chàng bỗng thấy ba vị nữ thần xuất hiện. Hera, nữ chú tệ của các chư thần, lên tiếng trước tiên. Paris, hãy trao quả táo ấy cho ta. Ngươi là con một vị vua, tuy ngươi không biết điều đó. Ta sẽ giúp ngươi trở thành vị vua giàu có nhất và quyền uy nhất thế gian. Paris toàn trao quả táo, nhưng chàng nghĩ nên chờ nghe lời phán bạo của nữ thần Athenis xem sao. Athenis nói, Ta sẽ dạy ngươi trở thành người khôn ngoan và danh tiếng nhất thế gian. Ngươi sẽ là người anh minh và nhân hậu, được hết thảy mọi người mến yêu và tôn kính. Nghe vậy, Paris nghĩ bụng, có lẽ ta nên trao quả táo cho Athena thì hơn. Nhưng đúng lúc đó, nữ thần uh, Aphrodite liền tiến đến trước mặt chàng và tươi cười nói: Ta sẽ giúp ngươi lấy được người đàn bà đẹp nhất thế gian làm vợ. Không chút do dự, Paris trao ngay quả táo vàng cho nàng. Từ giây phút đó. Paris tự thấy mình không thể cứ mòn mỏi mãi với thân phận một gạo một đồng. Vì Hera đã cho chàng biết cha mẹ chàng là ai, chàng liền lên đường tìm về Troy. Đến nơi, Paris ra mắt vua cha và hoàng hậu. Song thân Paris tưởng chàng đã chết, nên cả hai hết sức mừng rỡ khi thấy con trở về. Họ liền mở tiệc linh đình khoảng đại con và khắp thành bang, đâu đâu cũng tưng bừng những cuộc vui chơi náo nhiệt. Sau đó, Paris cùng với các anh em trai, Hà Kê trên núi Ida đúng thuyền bè với hy vọng có thể đủ sức vượt mọi biển khơi đến những xứ sở khác để tìm bằng được người vợ diễm lệ mà nữ thần Aphrodite đã hứa. Cassandra, em gái Paris, khẩn khoản van nài anh mình đừng đi, báo trước với chàng rằng việc đó sẽ mang lại khổ đau và tan tốc cho toàn thể thần dân thành trôi. Nhưng Paris chỉ cười, chế nhạo nỗi lo sợ của cô em, rồi dông buồn vượt biển Agi, chạy thẳng đến Esparta. Menelaus, vua thành Esparta nghe tên Paris đến, liền ra tận bờ biển ngân tiếp. Menelus bảo Paris neo thuyền lại, mời lên bờ và tiếp đại như một thượng khách. Paris theo chân vua về hoàng cung. Đến nơi chàng gặp Helen và Menelus. Nhắc thấy bóng nàng, chàng hiểu ngay rằng nàng chính là người mà nữ thần Abrai đã hứa ban cho mình vì Helen diễm lệ đến mức khó ai sánh kịp. Ít lâu sau, Menelus phải lên đường đến đảo Crete nhưng lúc Medalus đi vắng, Paris đã ve vạn Helen, dù dỗ nàng đem toàn bộ kho báu của chồng lên đoàn thuyền của mình để cùng chàng vượt biển về thành trôi. Chương 2 Các vị anh hùng Hy Lạp giữ trọn lời thề Hai vị nữ thần Hera và Athena rất căm ghét Paris vì chàng đã trao quả táo vàng cho nữ thần Aphrodite họ phải Eris tính sứ của chư thần để Greti báo cho Menelaus hay tin dữ. Paris đã mang Helen về Troy. Menelaus hối hả quay thuyền về, chàng thấy vàng bạc châu báu trong hoàng cung đều bị vơ vét hết, còn vợ thì biến mất. Chàng yêu Helen say đắm, nhớ lại những giây phút hạnh phúc bên nàng, chàng thấy mình hoặc phải đoạt lại Helen hoặc phải chết mới cam lòng. Nhưng nghĩ đến nhan sắc diễm lệ của Helen, chàng hiểu ngay rằng Paris sẽ không đời nào chịu từ bỏ Helen trừ phi bị cưỡng bức. Nhưng làm thế nào để bắt Paris phải trả Helen về? Thành Troy ở tận bên kia biển Elgin, mà Priam lại là một vị vô hùng mạnh và đầy quyền uy. Rốt cuộc, Menelaus đành đến Agamemnon, anh trai của chàng, để nhờ anh khuyên bảo và giúp sức. Khi Menelaus đến cung điện của anh mình tại Messene, chàng thấy agamemnon đang trò chuyện với nestor một nhà vua già thông thái tri vì xứ pylos biết rõ helen từ lâu nestor rất cảm thông với menelaus ông cho biết mình phải lập tức đến gặp tất cả các vị vương tôn công tử thế là ai cũng sẵn lòng đem chiến thuyền cùng binh sĩ đến giúp sức cho menelaus đoạt lại helen đội quân hùng hậu này tề tựu về aulis nằm bên bờ biển hợp mặt ngắm những đạo quân trùng trùng điệp điệp từ các chiến thuyền bước lên và từ các doanh trại đổ ra lòng agamemnon tràn đầy kiêu hãnh tất cả các vị anh hùng đều có mặt kể cả cụ nestor cùng hai cậu con trai gan dạ lẫn với achilles vua xứ memedon vị anh hùng dũng mạnh nhất hy lạp achilles là con của pelus và thetis nữ thần biển cả một vị anh hùng mà ai nấy đều biết qua những truyền thuyết dị thường tương truyền nữ thần thetis biết trước con mình không thể tránh một định mệnh nghiệt ngã là sẽ tử trận khi đang tuổi hoa niên nên ngay sau ngày sinh hạ achilles bà đã mang cậu bé xuống dòng sông astis là dòng sông lớn của âm phủ bà cầm gót chân trái của achilles nhúng cậu xuống dòng astis để nước sông thấm ướt toàn thân nhờ đó achilles thành người bất tử không một thứ vũ khí nào trên cõi trần này có thể giết chàng ngoại trừ gây được thương tích nơi gót chân trái, chỗ tay nữ thần Thetis cầm giữ cậu bé. Thần dân xứ Ithaca thời ấy thuộc quyền cai quản của Odysseus, một nhà vua anh minh và mưu trí hơn người. Có tên đồ mà Odysseus không muốn xa người vợ trẻ mới kết duyên, đó là nàng Penelope để cùng với các chiến binh Hy Lạp vượt biển cả sang chinh chiến mãi tầng thành trôi, nên chàng đã giả điên chàng thắng cặp bò mộng thúc chúng ra cày một bãi biển toàn những cát là cát. Nhưng một hoàng tử đoán biết mưu mẹo của Odysseus, chàng mang Telemachus cậu con còn ẩm ngựa của Odysseus ra đặt trước mũi lửa cày. Odysseus không đành lòng hại đứa con đẻ của chính mình nên cho bò dừng lại. Bây giờ các vị anh hùng Hy Lạp biết rõ Odysseus chỉ giả điên nên buộc chàng phải sung vào đạo quân đang hợp mặt tại Aulis. Khi quân sĩ đã sẵn sàng xuất trận, các vị anh hùng Hy Lạp bèn cho các chiến thuyền nổ neo thẳng tiến sang thành trôi. Tới đạo Tenedos, họ thả neo chờ Menelos vào thành trôi, đòi cho con Priam trả lại nàng Helen và kho báu bị đánh cắp. Menelos đưa Odysseus cùng đi vì chàng là người khôn ngoan và mưu trí nhất Hy Lạp. Odysseus và Menelos vào đến thành thì Antenor, một quý tộc của thành Troy, vội ra đón họ, nói cho cả hai biết mình và vua Priam rất muốn trả Helen lại cho Menelaus, nhưng Paris khăng khăng cự tuyệt. Menelaus vang nài một cách tuyệt vọng, còn Odysseus thì cố dùng những lời lẽ mềm mỏng và những lý lẽ khôn khéo để khiến người Troy siêu lòng. Nhưng Paris và tất cả đám trai tráng đã cùng chàng dông bường sang Esparta ngày nào, lại bừng bừng tức giận với Menelaus và Odysseus đến nỗi suýt giết cả hai nếu các vị bô lão không kịp can ngăn. Vì vậy, Odysseus và Merus đành về lại đạo Tenedos và không còn hy vọng gì đoạt lại Helen trừ phi phía Hy Lạp hạ được thành Troy kiên cố. Trong khi đó, quân sĩ Troy cũng không khoanh tay ngồi đợi. Được tin một đạo quân hùng hậu sắp sửa kéo đến uy hiếp, họ liền cầu cứu tất cả các vị vương tôn công tử láng giềng đến giúp họ giữ thành Troy. Đáp lại lời cầu viện, người ta thấy có Hector, người con lớn nhất và dũng mạnh nhất của Priam, có Anish, con của Achises và nữ thần Aphrodite, em họ Hector. Có chàng uh, Sphinx cao lớn khác thường, con của thần biển cả Poseidon và nhiều chiến binh khác nữa, cả từ xứ Thracis ở mạn cực bắc lẫn từ Lycia ở mạn nam, do đích thân nhà vua Sarpedon, con của chính thượng thần Zeus dẫn đầu. Đám sứ thần cũng được phái xuống tận Atopia cầu cứu nhà vua xứ này là Memnon, nhưng Memnon đang ở xa và chưa rõ ngài có kịp trở về hay không. Khi các chiến binh Hy Lạp vừa đặt chân lên đất liền, họ thấy phía Troy đã cho toàn bộ quân sĩ dàn sẵn thế trận và hai bên lập tức xông vào giáp chiến, sống mái với nhau trong một trận đánh kinh thiên động địa và tàn khốc. Hector và Sionis hạ sát quân Hy Lạp như ngã ra, cho tới lúc Achilles xông vào, lao như bay chiến xa của chàng dọc hàng quân Troy. Nhắc thấy cái bóng cao to của Xenos, Achilles liền tiến tới đỏ sức tay đôi. Nhưng mũi giáo của chàng dù sao cũng không thể hạ gục được Xenos vì chàng ta là con một vị thần và không thể bị giết bởi mọi khí giới của người trần. Nhiều lần Achilles đâm giáo vào người gã khổng lồ nhưng chẳng tài nào khiến da hắn bị say sát đến mức tóe máu. Thế vậy Achilles nổi cơn thịnh nộ, chàng quẳng giáo vất khiên xông vào tỉ thí với gã bằng tay không Chàng giật phát chiếc mũ trụ trên đầu gã xuống, rồi dùng tay siết chặt cổ gã cho tới lúc gã chết ngạt. Nhưng, thần biển cả Poseidon vẫn không rời mắt khỏi con mình. Khi Achilles quay người lại, định ném xác Xenus lên xe, chàng bỗng thấy dưới đất chỉ còn bộ giáp trụ của gã. Xenus biến mất, và Achilles chẳng thấy gì ngoài một đàn thiên Nga bay vụt qua bầu trời xanh trong vắt. Và để ghi nhớ ngày đó, người Hy Lạp gọi thiên Nga là Xenus chương ba cuộc tranh cãi của achilles lòng gan giả của achilles trong trận giao tranh vừa qua khiến quân sĩ thành trôi sợ hãi nên họ không còn dám rời các nơi trú ẩn trên tường thành để đỏ sức ngoài đồng trống nữa nghe theo lời khuyên của odysseus mưu trí các chiến binh hy lạp đào một chiến hào sâu dựng lên một chiến lụy với năm cánh cổng rồi thu hết quân về các lán trại và chiến thuyền mình nhưng cơ hội này Phía Hy Lạp cho quân tiến công các thành bang khác trên đất trôi. Achilles chiếm được thành uh, Plisnesus và đoạt nàng Briseis, một gia nhân ở đó, và kết duyên cùng với nàng. Agamemnon cũng cướp được một thiếu nữ khả ái, nàng Trisse, con của cụ Trisse, một tư tế phụng vụ cho thần Apollo. Được tin, cô rất đổi sầu não, bèn tìm gặp Agamemnon, xin dân toàn bộ gia sản để chuộc con về. Nhưng Agamemnon không chịu rời nàng, còn giận dữ quát mắng ông lão, ra lệnh đuổi ngay cụ khỏi doanh trại quân Hy Lạp. Cô Choreset khốn khổ lủi thủi ra về, nước mắt ràn rụa và khi bóng doanh trại quân Hy Lạp vượt khuất sau lưng, cô liền đưa hai tay lên trời khẩn khoản cầu xin thần Apollo ra tay giúp mình. Nghe thấu lời khẩn cầu, thần mặt trời liền giáng xuống đầu quân Hy Lạp một trận dịch thạch khủng khiếp khiến bầy chiến mã và gia súc phía Hy Lạp không ngày nào là không có hàng chục con lăn ra chết. Sau 9 ngày chứng kiến nạn dịch hoành hành, bước sang ngày thứ 10, Achilles phải cho triệu tập gấp hội đồng binh sĩ bàn cách đối phó. Một vị bốc sư tài ba, cô Kantras, đứng dậy nói, Achilles, nếu ngài hứa che chở tôi, tôi sẽ cho ngài biết vì lẽ gì thần Apollo đã nổi cơn thịnh nộ và gieo tai họa xuống cho người Hy Lạp chúng ta. Nhưng dù ngài giữ lời, tôi cũng chẳng dám nói, vì lời tôi sắp thốt ra đây sẽ khiến con người quyền thế nhất phía chúng ta nổi cơn thành nộ. Mãi tới lúc Achilles cam đoan sẽ tự mình đứng ra che chở, vì bốc sư tài ba mới dám trần tình. Thần Apollo nổi giận vì ngài Agamemnon đã cư xử nhẫn tâm với cô Clytemnestra, viên đại tư tế của ngài, và thần Apollo sẽ không tha thứ cho chúng ta. Chừng nào ngài Agamemnon còn chưa trả lại nàng Tresay cho cha nàng và trao đủ 100 con bò để cụ tế ngài xá tội cho Agamemnon. Nghe những lời đó, Agamemnon tức thì bừng bừng nổi giận và hét lớn. Nếu bắt ta phải trả lời nàng Tresse kiêu diễm, ta đòi phải có người khác thế chỗ. Thật chẳng công bằng chút nào khi chẳng một ai trong đạo quân Hy Lạp này bị thu thiệt, bị đoạt lại chiến lợi phẩm ngoài ta. Achilles đáp, Hỡi tên vua tham lam, ngươi muốn ai trong số quân sĩ Hy Lạp phải trao lại phần chiến lợi phẩm của mình cho ngươi? Chúng ta vừa chia nhau xong toàn bộ những gì đoạt được từ các thành bang đã chiếm được, nên chúng ta không thể đòi người chúng ta giao trả lại các khoản chiến lợi phẩm đó. Ngươi hãy đặt đức tin của ngươi vào chư thần trên trời, và bao giờ lấy được thành trôi, chúng ta sẽ trả lại cho ngươi nhiều hơn cái ngươi vừa mất bội phần. Nhưng Agamemnon dần dự đáp, Này, Achilles dũng mãnh. Ngươi đừng tự lừa dối mình theo kiểu đó, hoặc tưởng rằng ta sẽ chịu về tay không trong khi ngươi vẫn giữ nguyên phần được chia. Mọi chuyện chị em thấm chừng nào binh sĩ Hy Lạp cho một trinh nữ khác dâng lên ta để bù lại việc đoạt mất của ta nàng trái Bằng không, ta sẽ thần chinh tới, tự đoạt lấy cho mình dù nàng trinh nữ đó là của ngươi hay của bất kỳ ai. Achilles thét lớn. Ngươi là đồ vô sĩ. Làm sao ngươi dám hy vọng binh sĩ Hy Lạp còn có thể phục tùng một kẻ như ngươi? ta với dân trôi nào có hận thù gì họ không hề cướp tài sản của ta hay của vợ ta chính vì ngươi và Menelaus nên ta mới đến đây giao chiến vậy mà giờ ngươi lại quên mất điều đó và còn muốn cướp chiến lợi phẩm của ta một trinh nữ mà ta đã phải tả sung hủ đột mới đoạt được sự đời vẫn thường trớ trêu vậy đấy khi tiến công vào các thành bang xứ trôi ta là người phải dẫn đầu binh sĩ xông ra trộm tiền nhưng tới lúc phân chia của cải đoạt được ngươi bao giờ cũng đòi phần béo bở nhất. Cơ sự đã vậy, thì chi bằng ta nên quay về để mặt ngươi ở đây mà giành lấy chiến thắng, sẽ làm rạng danh ngươi, chẳng cần sự giúp sức của ta. Thì ngươi cứ dông bừa mà về đi, Agamemnon đáp, ta đô thèm vang này mới ở lại đây. Ta biết ngươi dũng mạnh, lại không bị hại bởi mọi thứ khí giới phàm trần, nhưng đó chỉ là ân huệ của chư thần ban cho ngươi mà thôi. Ta chẳng hề bận tâm chút nào đến cơn giận của ngươi đâu, nếu thần Apollo đã buộc ta trả lại nàng Jesse, ta sẽ tuân lệnh ngài, nhưng ta sẽ đến trại ngươi, lấy đi phần ngươi vừa được chia, nàng Princess kiêu diễm. Ta làm vậy, chính là để ngươi thấy ta có quyền thế hơn ngươi. Nghe câu đó, Achilles tức tối đến mức đặt tay lên cán gươm. Nhưng chàng vừa rút gươm ra khỏi vỏ, thì nữ thần Atene đã hiện xuống, đứng sau lưng chàng. Ngài đặt tay lên mái tóc vàng của Achilles, khiến chàng vội ngoái cổ lại nhân ra ngài là ai chàng hỏi thưa nữ thần Athena, sao ngài lại xuống đây Athena đáp ta đến đây để giúp con nguôi giận nếu con phục tùng ta nữ thần hera phái ta tới vì ngài quý mến cả con lợn agamemnon hãy tra gươm vào vỏ và đừng tranh cãi nữa agamemnon rồi sẽ bị trừng phạt vì tội xúc phạm này nếu con làm theo đúng lệnh ta Achilles nói, "Có đâu dám chống lại chư thần?". Rồi tra gươm vào vỏ. Athene trở lại núi thiên Olympus, còn Achilles chẳng quay lại bạo Agamemnon. Briseis là vợ ta, nhưng vì ngươi đã chia cho ta, nên ta nghĩ ngươi có thể lấy lại nàng. Có điều nên nhớ rằng nếu ngươi còn động tới bất cứ một thứ gì khác nữa của ta, cả trong bản doanh ta lẫn trong chiến thuyền ta, ta sẽ vung lưỡi gươm này lên hạ sát ngươi ngay. Và trước lưỡi gươm này ta thề rằng chẳng bao lâu nữa, ngươi và toàn thể binh sĩ Hy Lạp rồi sẽ hối tiếc về cái ngày mà các ngươi xúc phạm đến người chiến binh gan dạ nhất của toàn cõi Hy Lạp. Vừa dứt lời chàng liền quay về bản doanh chẳng thèm ngoái nhìn lại dù chỉ một lần. Agamemnon gửi cha nàng Tresley về lại cho cha nàng cùng 100 con bò để làm vật hiến tế thần Apollo. Achilles để cho Briseis ra đi nhưng thương tiếc nàng đến thắt lòng và thề rằng cả mình lẫn chiến hữu Medmeden sẽ không bao giờ xong trận nữa dù Agamemnon có cầu khẩn. Sau một thời gian dài, kể từ lúc chàng bị đoạt mất nàng Briseis, Achilles bỏ ra bờ biển ngồi lại một mình. Chàng bỗng nhớ thấy mẹ, nữ thần Thetis nên cất cao tiếng gọi. Mẹ ơi, con biết mình phải chết khi đang tuổi hoa niên. Chàng gào to. Con từng hy vọng sẽ được tôn vinh và được nổi danh trong cuộc đời ngắn ngủi này nhưng bây giờ thì agamemnon đã hạ nhục con và cướp bất của con phần chiến lợi phẩm đáng giá nhất nữ thần Thetis nghe được lời chàng khi ngài đang ngồi tại cung điện của mình tòa lạc mãi dưới biển sâu tầng dưới chân các ngọn sóng cao ngài vội nhô lên mặt nước rồi xuất hiện ngay sau lưng con lắng nghe con thuật lại câu chuyện rồi ngài an ủi con và bảo chàng hãy gắn vui lên ngài hứa sẽ thân hành lên cầu khẩn thần trớt để Ngài giúp cho phía Troy chiến thắng. Ít ra là cho tới ngày phía Hy Lạp phải hối hận vì những gì họ đã cư xử tệ với Achilles. Được mẹ an ủi vậy, Achilles thấy bình tâm hẳn và quay về với chiến thuyền của chàng. Chương 4 Paris kịch chiến với Menelaus Đáp lại lời cầu xin của Thetis, thần chết bèn bắt agamemnon phải nếm mùi chiến bại ngài báo mộng cho chàng rằng nếu dẫn quân hy lạp ra giao chiến với phía trôi ngay dưới chân thành thì chàng tất thắng trần sáng hôm sau agamemnon mời các tướng lĩnh tới kể lại cùng họ giấc mơ đêm qua nhưng chẳng phải ai trong số họ cũng mong đeo đuổi cuộc chiến nên một người trong số họ anh chàng xấu trai tên là Thestes bồng lớn tiếng nói ngươi còn muốn làm gì nữa đó, Agamemnon? Bản doanh ngươi đã đầy ấp vàng bạc, đám nữ tỳ xinh đẹp cùng của cải. Đa vậy, thử hỏi, ngươi còn muốn gì? Nói đoạn chàng quay về phía các tướng lĩnh khác nói tiếp. Sao chúng ta không dương bùm trở về, để mặc cho tên vô tham lam kia ở lại một mình? Chính hắn là kẻ đã cả gan hạ nhục Achilles, người chiến binh gan dạ nhất của chúng ta. Odysseus tức khắc đứng dậy nói, Này, gã ngu ngốc kia, ngươi hãy câm miệng đi, Người lấy quyền gì mà thốt ra những lời lẽ như thế với Agamemnon, đức vua và thống lĩnh của chúng ta? Vừa nói, Odysseus vừa dán xuống đôi vai anh chàng xấu trai một quả đấm nặng như chùy, khiến gã nọ ngã ngồi xuống đất, đưa tay lên lau những dòng nước mắt ràng rùa. Các tướng lĩnh còn lại cười nhạo Tarestet và đến lượt mình, Odysseus bắt đầu lên tiếng. Chàng nhắc nhở họ rằng họ sẽ phải hổ thẹn biết giường nào một khi không giữ tròn lời thề với Tisdarus cha của nàng Helen. Chàng thừa nhận quả rất gian truân khi phải xa nhà hết năm này qua năm khác, nhưng còn gì nhục hơn là phải ra về với hai bàn tay trắng. Chàng đáp, Hãy gắn chịu đựng thêm ít lâu nữa, và hãy thề rằng không rời khỏi đây, chừng nào thành trôi trù phú của Priam chưa chịu bị khuất phục. Tất cả các tướng lĩnh đều vỗ tay tán thưởng những gì Odysseus vừa nói, và khen rằng lời lẽ chàng quả chí lý Bây giờ Agamemnon liền bảo các tướng lĩnh hãy về dùng điểm tâm và không quên dặn dò từng người hãy mài sắc thêm gươm giáo, Thứ lại lá khiên, vì chàng dự tính sẽ giao chiến với quân Hy Lạp ngay hôm nay. Sau khi phía Hy Lạp tung quân ra, vua Priam vẫn ngồi trên ngọn tháp canh cạnh cổng thành trôi cùng các ông bạn già của ngài, giỏi nhìn binh sĩ Hy Lạp hùng dũng tiến ra chỗ đất bằng bên dưới. Thấy nàng thông thả đi về phía tường thành, ngay bèn gọi nàng lại các vị bô lão khẽ bảo nhau quả tình cả người trôi lẫn người hy lạp đều chẳng có gì đáng phải hổ thẹn khi phải giao tranh với nhau vì một trang giai nhân như helen nàng diễm lệ như một nữ thần nhưng dù diễm lệ đến mấy chăng nữa nàng vẫn nên trở lại hy lạp thì hơn bởi lẽ chính nàng là kẻ mang lại tai họa thảm khốc cho chúng ta lẫn con cháu chúng ta còn vua priam thì bảo helen con yêu dấu Hãy lại đây, ngồi xuống bên cha. Cha không trách con vì con đã gây nên cuộc binh đau này. Đây chính là ý muốn của chư thần, nên ta phải vâng theo những gì các đấng ấy xếp đặt. Còn bây giờ con hãy thưa rõ cha hay, vì hoàng tử đầy quyền thế kia là ai? Chàng ta trông tướng mạo quả đáng mặt là một dũng sĩ oai phong và cao thường. Helen nhìn theo hướng cha nàng vừa chỉ rồi đáp. Thưa cha kính mến, có tự thấy làm hổ thẹn vì đã có mặt tại đây, Giang sân cha đang trị vì. Con đã muốn chết đi cho rồi nợ. Ngày cùng ngày cùng chàng Paris đến đây. Vì con đã đang tâm bỏ lại chồng và đứa con gái thơ dại. Cùng tất cả bạn bè, con từng quen thân từ hồi con còn son trẻ. Nhưng chư thần đã an bài như thế này, nên con nợ nào dám khóc than. Bây giờ con xin thưa rõ điều cha vừa hỏi con. Cha dũng sĩ ấy chính là Agamemnon, một vị vô hùng mạnh và cũng là một dũng sĩ gan góc có thời chàng từng là anh của chồng con. Rồi vua Priam hỏi tiếp, Này, còn viên tướng đứng ở đằng xa kia, chàng ta là ai? Còn nói cha nghe, chàng ta không cao như Agamemnon nhưng to ngang hơn. Con chắc đã hiểu điều cha muốn hỏi, chàng ta chưa mặc giáp mà đang đi giữa ba quân để kích lệ họ và khuyên bảo họ. Helen đáp, Thưa cha, người cha muốn hỏi đó chính là Odysseus, người trí xạo nhất Hy Lạp. Chàng là vua xứ Ithaca. Nàng vừa nói vừa ràng rủ nước mắt, nghĩ tới bao nỗi thống khổ và tan tốc mà nàng mang lại cho cả thần dân xứ nàng, lẫn cả thần dân trôi. Khi đạo quân hai bên đã đối mặt nhau bên cạnh bãi đất trống cạnh chân thành, phía trôi tức thị tung quân ra, vừa tiến công vừa hò hét mang dài. Còn phía Hy Lạp vẫn lặng lẽ hành tiến. Dẫn đầu đạo quân Troy là Paris, mình choàng bộ giáp bào sáng loáng, hai vai khoác cung tên, còn bên hông mang một thanh kiếm báo. Nhạc thấy bóng Paris lòng Medellus vụt trào lên một niềm vui mãnh liệt, nghĩ rằng giờ phục hận đã điểm. Chàng nhảy ngay ra khỏi chiến xa, lao thẳng về phía Paris. Thay thế, Paris rất hoảng sợ và cố ẩn mình sau các chiến hữu Troy. Hector, anh chàng dần dữ, mắng em. Đồ nhu nhược! Hector lớn tiếng. Ta cầu mong sao cho ngươi đừng sinh ra trên cõi đời này, ngươi sẽ mang ô nhục tới cho tất cả chúng ta, rồi bọn Hy Lạp rồi sẽ cười vào mặt ngươi, gọi ngươi là thằng hèn. Ta chẳng biết trước đây, ngươi đã dùng cách nào mà lôi kéo được bao chiến binh gan góc theo ngươi, vượt qua biển cả để cướp vợ kẻ khác. Ngươi đã mang tới cho ngươi, thành ban ngươi và bạn bè ngươi, một nỗi thống khổ bất tận. Và giờ đây, kẻ thù của ngươi sẽ nhào bán ngươi, và ngươi đang tự chuốt lấy bao ô nhục đấy. Paris thực sự thấy mình đáng bị sỉ nhục nên đáp, Hector, anh quả chí lý. Em chẳng bao giờ có thể trở thành một chiến binh dũng mạnh như anh. Nhưng nếu anh muốn em xong trận, anh hãy bảo binh sĩ mình và binh sĩ Hy Lạp tạm ngồi cả xuống để em và Menelus đò sức tay đôi. Ai thắng, kẻ đó sẽ đoạt lấy Helen và đưa nàng về nhà mình trong vinh quang. Đó chính là cách để người trôi vẫn có cơ may được sống trong thanh bình và người Hy Lạp sẽ mãn nguyện kéo quân về. Nghe em nói về, Hector cả mừng. cha lập tức kêu gọi hai bên ngừng chiến để vua Priam và Agamemnon cùng ra giữa chiến tuyến của đội bên thương thảo các điều kiện của cuộc tỷ thí tay đôi kim. Vua Priam dắt ra một cặp cừu để hiến tế chư thần, còn Agamemnon rút gươm ra lớn tiếng tuyên thệ: nếu Paris giết được medallus Paris sẽ được quyền giữ được nàng Helen và binh sĩ Hy Lạp sẽ lên đường về quê trong thanh bình. Nhưng nếu Paris bị hạ sát, thì Medallus sẽ đoạt lại nàng Helen. Và nếu phía trôi cự tuyệt hoàn trả lại các món nợ, thì ta thề trước chư thần rằng binh sĩ Hy Lạp của ta sẽ ở lại đây và giao chiến cho tới ngày toàn thể thần dân trôi không còn ai sống sót và thành trôi sẽ biến thành đất bằng. Thề thúc sông Agamemnon vung kiếm chặt phăng đầu cặp cựu tế và toàn thể binh sĩ nãy giờ vẫn ngồi nghe liền cất lời cầu nguyện thần Zeus Còn vua Priam thì vội trở lại bên chiến xa mình thúc ngựa phi nhanh vào thành vì ngài không đành lòng ngồi lại để chứng kiến cảnh đứa con yêu dấu của chính mình đối mặt với chàng Medalus hung hãn trong trận đỏ sức. Hector và Odysseus liền đo cự ly, còn Paris và Medalus tự trang bị lấy khí giới cho trận tỷ thí. Paris được quyền phóng lao trước. Medalus giơ khiên lên đỡ nên mũi giáo bị hất tung ra ngoài, không gây thương tích gì cho chàng. Đến lượt mình, Medalus thầm cầu khẩn thần Zeus, rồi phóng mạnh ngọn lao về phía Paris. Mũi tên xuyên thủng chiếc khiên, nhưng chỉ chạm nhẹ vào hông, nên Paris vẫn không say sát. Bây giờ Menelus bèn vung kiếm, bổ thẳng vào chiếc mũ trụ Paris đang đội. Lưỡi kiếm gãy đôi trong tay chàng, nên Menelus bèn tóm lấy túm lông ngựa trên mũ trụ, lôi sền sệt Paris về phía quân Hy Lạp. Chiếc dạy mũ buộc dưới cằm Paris sắp khiến chàng nghẹt thở, và nếu vậy thì Merus sẽ chiến thắng. Nhưng, nữ thần Aphrodite phù phép khiến dạy mũ đức Phật cứu cho kẻ được nữ thần sủng ái thoát khỏi cái chết nhãn tiền. Ấn mình trong mây, nữ thần đứa chàng về lại trôi, đặt vào vòng tay nàng Helen để Paris có thể tự an ủi mình về trận thảm bại. Vừa lúc đó, Menelaus vẫn giận dữ sục sạo trong đám quân sĩ, cố tìm Paris ở khắp mọi nơi dĩ nhiên không một người troy nào có thể giúp được chàng vì chính họ cũng đâu biết nơi paris đang trốn tránh họ không hề mưu đồ che chở cho paris vì ai ai cũng căm ghét kẻ đã gieo đau thương tan tốc cho chính họ rốt cục agamemnon liền lớn tiếng tuyên bố với phía troy Meralus đã chiến thắng bởi vậy hãy trao helen cùng kho báo nàng đã mang theo về cho chúng ta như cam kết mới rồi toàn thể binh sĩ hy lạp đều đồng thanh tán thưởng lời agamemnon Chương 5 Thỏa ước ngưng chiến bị vi phạm Bây giờ vì muốn gieo tai họa cho thần dân Troy, nữ thần Anthony đã xúi dục họ vi phạm thỏa ước ngưng chiến. Ngay cải trang thành chàng Laodocus, con của thần Antenor, tiến nhanh về phía một tay cung thủ của quân Troy, bảo hắn. Ngươi mà bắn thủng được giáp bào của Medallus, giết được kẻ đó, danh tiếng ngươi sẽ nổi như cồn, và ngươi sẽ được Paris ban thượng rất hậu hỷ Gã cung thủ ngờ ngệt nọ liền vân theo lời ngài, lấy một mũi tên ra, đặt vào cung, dương hết cỡ, nhằm thẳng phía Medallus rồi buông tay. Mũi tên xuyên thủng hông chàng, khiến một dòng máu đỏ sậm rỉ ra. Vết thương không nặng, nên Medallus chẳng việc gì. Nhưng thấy thế, Agamemnon liền thét lên giọng hết sức giận dữ. Bọn trôi đã trắng trợn vi phạm thỏa ước, bọn chúng phải trả giá. Và chàng hô hào các tướng lĩnh Hy Lạp hãy cho quân sĩ xung trần, như những đợt sóng cao xô vào bờ đá, quân sĩ Hy Lạp tràn lên, hết đợt này đến đợt khác, chém giết quân Troy chẳng chùm tay. Tiếng khí giới va chạm nhau, tiếng kêu khóc của các chiến binh bị thương nghe thật ghê rợn. Trên bãi đất bằng dưới chân thành trôi, máu tươi chảy, đỏ thành dòng. Rốt cuộc chư thần cũng phải mũi lòng trước cảnh máu chảy đầu rơi đó, nên khuyên Hector kêu gọi hai bên hãy lập một giao ước ngừng chiến mới và thách các tướng lệnh Hy Lạp hãy ra đò sức tay đôi. Khi quân sĩ cả hai phía đã yên vị dưới đất Hector liền lên tiếng Hãy nghe đây hỏi các chiến binh Troy và Hy Lạp Chư thần đã không đẹp lòng Khi thấy chúng ta ngưng chiến theo thỏa ước vừa rồi Như lúc này Khi tất cả các tướng lĩnh quân Hy Lạp Đều có mặt đông đủ tại đây Ta sẽ sẵn lòng thách đấu tay đôi Với bất cứ ai trong số các tướng lĩnh kia Trong suốt thời gian đó Các chiến binh Hy Lạp ngồi im lặng Sợ phải đối mặt với một trận tỉ thí tay đôi Cùng Hector Medallus toàn xông ra tuy đang bị thương, nhưng Agamemnon, anh chàng, dìu chàng quay vào. Rốt cuộc, Ajax cao lớn đã xuất hiện, khiến binh sĩ Troy đều sợ hãi thì thầm với nhau khi thấy thân hình cao lớn, đôi vai rộng của chàng. Nghe Hector dũng mạnh là thế, mà cũng thấy tim đập đổ hồi, nhưng chàng biết không còn cách nào thoái thác vì chính chàng thách thức đối phương. Này, Hector, Ajax nói, rồi ngươi sẽ thấy quân ta còn bao chiến binh dụng mạnh nữa, ngay cả khi Achilles không còn chiến đấu với cờ của đạo quân Hy Lạp. Đừng dọa dẫm ta nữa, Hector kêu hạnh đáp. Ta không phải là một đứa trẻ hay một mụ đàn bà chưa nếm mùi trần mạc. Ta sẽ giết ngươi khi có cơ hội trong trận đo sức giữa thanh thiên bạch nhật này. Chàng phóng ngọn giáo dài, nhưng không thể làm gãy được thanh trường kiếm của Ajax. Đến lực mình, Ajax phóng ngọn giáo sang phía Hector Ngọn giáo xuyên thủng khiên Hector, nhưng chàng tránh được mũi giáo. Sau đó bằng kiếm, rồi cuối cùng vật nhau tay không. Mãi tới khi đêm xuống, trời tối mịt đến mức chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Bây giờ Hector nói, Azak, ngươi thật dũng mãnh và xứng danh là chiến binh tài giỏi nhất Hy Lạp. Bây giờ chúng ta hãy tạm ngừng cuộc tỷ thí, vì trời đã tối rồi. Ta, ta quay về thành trôi, còn ngươi, ngươi tạm về trại ngươi đi. Lần sau ta và ngươi sẽ đọ sức với nhau cho đến lúc thần chết ban chiến thắng cho một trong hai ta. Còn tối nay, chúng ta hãy chia tay nhau như bè bạn, tặng nhau quà để ai nấy đều khen rằng. Họ đọ sức tay đôi thật quyết liệt nhưng rồi đã chia tay nhau như bạn bè. Nói đoạn Hector tặng Ajax một thanh kiếm, còn Ajax thì trao cho Hector một dải thắt lưng bạc. Xong đâu đó họ giả từ nhau. Đêm đó, Agamemnon mở tiệc khoản đại Ajax tại bản doanh hết lời khen ngợi Ajax về những chiến công quả cảm của chàng. Sáng hôm sau, quân Hy Lạp và quân Troy thu nhặt thi hài các tử sĩ phía mình và ngày hôm đó không xảy ra cuộc giao chiến nào nữa. Chương 6 Patroclus mặc chiếc giáp bào của Achilles Hôm sau, Agamemnon là những quân sĩ xâm trần, đối đầu quyết liệt với quân Troy. Ngày hôm ấy, không một ai rằng danh bằng Agamemnon chàng hạ sát được nhiều chiến binh Troy kiêu hãnh đẩy quân địch về thế thủ. Đến lúc giữa trưa, chàng bị một mũi giáo của đối phương đâm vào tay phải. Chàng tả súng hổ đột một lúc nữa, nhưng chẳng bao lâu sau, vết thương nhức buốt khiến chàng phải quay về. Thừa cơ, Hathor cho quân sông lên. Odysseus và Diomedes, hai vị tướng vào hàng can trường nhất trùng các tướng lĩnh Hy Lạp, đã ra nghênh chiến với Hathor. Diomedes dán một cú đấm thôi sơn vào mũ trụ Hector, mạnh đến mức khiến cho Hector choáng váng rồi bất tỉnh một lúc. Chàng buộc phải tạm lui quân. Nhưng Diomedes lại bị Paris bắn trúng cổ chân nên chàng đành phải rời chiến trường. Thế là chỉ còn lại một mình Odysseus. Chàng bị quân trôi bao vây tứ bề nên một chiến binh Troy thừa cơ gây cho chàng một vết thương bên hông. Odysseus vẫn giao chiến tiếp nhưng rồi do vết thương và phải đơn thương độc mã nên suýt mất mạng nếu như chàng không lớn tiếng cầu cứu. Nghe tiếng kêu, Ajax và Menelaus vội chạy đến cứu. Bây giờ quân Hy Lạp đành lui về trại vì hầu hết các vị tướng lĩnh đều bị thương tích. Họ bị phía trôi đang hết sức phấn khích vì thắng trận truy đuổi sát gót. Đứng trên chiến thuyền đồ sộ của chàng, Achilles giỏi mắt quan sát trận đánh. Thấy các tướng lĩnh Hy Lạp bị thương nói gót nhau chạy về doanh trại, Achilles nói với Patroclus bạn chàng. Chẳng bao lâu nữa, Quân Hy Lạp rồi sẽ phải quỳ mọp dưới chân ta, vang này ta giúp sức, vì họ đang rất cần ta. Patroclus, anh hãy mau mau đi xem người bị thương mà Hector đang chở trên chiến xa kia là ai. Trông rất giống viên ngựa y, Matron, có điều mấy con ngựa phóng nước đại ngang qua chỗ tôi nhanh quá, nên tôi không nhìn rõ mặt. Patroclus chạy vội đến trại Nestor. Chàng thấy ông lão đang rửa các vết thương trên người Matron. Nhắc thấy Patroclus, Nestor chua chắc nói, Achilles nghĩ sao nếu tất cả các chiến binh Hy Lạp đều bị hại? Chẳng lẽ chàng ta không biết Diomedes, Odysseus và chính Agamemnon nữa đều đã bị thương cả rồi sao? Ta về đưa Matreon về. Anh ta bị một mũi tên của Paris bắn trúng vai. Ước gì được trẻ lại, ta sẽ lập ngay một chiến công hiện hách. Patroclus, anh hãy đến gặp Achilles, và xin chàng ta cho anh mượn chiến giáp bào. Nếu chàng ta không thích thân chinh ra trần chắc quân trôi sẽ tưởng anh là Achilles đại tài nên khiếp sợ. Bây giờ anh cùng các chiến binh, Mermiden sung sức và lành lặng rất có thể sẽ đẩy lùi được quân trôi về thành. Vâng lệ ông già, Patroclus chạy vội về gặp Achilles và Nestor cũng đã rút được mũi tên ra khỏi vai Machion, rửa sạch vết thương rồi dùng vải trắng băng chặt lại. Achilles vẫn chưa chịu ra tay giúp quân Hy Lạp vì chàng không thể nào quên những gì Agamemnon đã gây ra cho mình. Nhưng vì Patroclus cứ khẩn khoản van nài xin Achilles cho phép mình xông ra trời giúp bạn bè mình, nên rốt cục Achilles đã cho chàng mượn chiếc giáp bào của chính mình và ưng thuận để chàng dẫn đầu các chiến binh Myriden đi ứng cứu. Thế là Patroclus liền khoác lên người tấm giáp bào lừng danh của Achilles, sáng lấp lánh như ánh nắng rực rỡ, dẫn các chiến binh Medeinen quả cảm xông vào nơi đang có trận giao tranh ác liệt nhất. Hệt như cơn gió thoảng xua đi sương mù quanh đỉnh núi, Patroclus đã nhanh chóng đẩy lùi được quân Troy ra khỏi doanh trại phía Hy Lạp. Quân Troy không hoảng loạn tháo chạy mà trái lại vẫn dũng cảm chiến đấu suốt dọc chặng đường rút về Troy. Patroclus và Menelaus mỗi người giết được một viên tướng của quân Troy, còn hai người con của Nestor thì hạ gục được hai người bạn của Sarpedon, vua xứ Lycia và cũng là con trai của thằng Trust. Patroclus thúc đôi ngựa bất tử của Achilles vào đối mặt với Sabedon. Hai nhà vô địch cùng xông tới tựa hai con mảnh ưng, và sau một trận giao tranh ngắn ngủi nhưng rất ác liệt, Patroclus đã dùng giáo giết chết đối thủ. Thần Trust hết sức đau lòng trước cái chết của cậu quý tử. Ngài nhìn xuống chiến trường và sắp sẵn trong đồ một hình phạt khủng khiếp cho kẻ dám hạ sát con mình. Patroclus cho các chiến binh Mabidon tiến sát tận chân thành trôi. Như thể không còn một kẻ nào dám xuất hiện để ngăn chàng tiến thẳng vào nơi đang bị vây hãm này. Nhưng thành trôi vẫn chưa đến lúc thất thủ vì Apollo thần mặt trời đang đứng trên tường thành, ngăn không cho Patroclus trèo lên. Quay lại đi, hỡi Patroclus quả cảm. Thần mặt trời lên tiếng. Thành trôi sẽ không bị chiếm bởi tay ngươi, hay thậm chí bởi tay Achilles, kẻ hùng mạnh hơn ngươi đấu. Đó. đó là ý chư thần và thế là Patroclus lại lui quân về giải đất bằng bên dưới chân thành trôi. Chương 7 Chiếc giáp bào bị chiếm đoạt Lúc này Hector đang đứng bên cổ chiến xa cạnh cổng thành trôi, lòng phân vân chưa biết nên tiến xuống giải đất bằng, giao chiến lần nữa, hay nên cho binh sĩ quay về nắp dưới các bức tường thành. Thần Apollo cải trang thành một người bạn của Hector, đến bên chàng, nhắc chàng nên xuất kích ngay. Hãy tiến đánh Patroclus thật dũng mạnh. Ngày phản, thì chắc thần Apollo sẽ giúp anh thắng trận. Hector lập tức cho chiến xa lao về phía Patroclus. Patroclus nhảy xuống, tay trái lăm lăm ngọn giáo. Hector cũng rời khỏi chiến xa và họ sắp chiến giáp lá Patroclus hung hãn xông vào địch thủ, nhưng thần chết đã tiến lại bên chàng. Thần Apollo dán cho chàng một đòn, khiến chiếc mũ trụ trên đầu chàng văng ra. Từ trước đến giờ, chiếc mũ trụ kiêu hãnh ấy chưa từng lăn lóc trong bùn, vì đó chính là mũ của Atreus bất khả chiến bại. Patroclus gần như sắp gục ngã bởi quả đấm nặng như chùy của thần Apollo. Thừa cơ, Hathor lập tức lao đến, bồi thêm một đòn nữa, khiến Patroclus ngã quỳ xuống đất. Sau bao chiến công hiển hách ngoài trần mạc, rốt cuộc Patroclus đã chết thê thảm dưới mũi giáo Hathor. Đến trước mặt Patroclus đang hấp hối, Hathor nói: Bartolus, chỉ mới đây thôi, ngươi còn huynh hoang sẽ chiếm được thành bang lộng lẫy của ta và bắt hết những người vợ của thần dân thành trôi, đưa về Hy Lạp làm tù binh. Nhưng giờ đây, ngươi đang hấp hối. Patrolus thật dại dột khi đẩy ngươi ra quyết chiến với ta. Patroclus theo thào đáp. Hector, giờ đến lượt ngươi huynh hoang vì chư thần đã trao ta vào tay ngươi. Ta không sợ phải đọ sức tay đôi với ngươi, nhưng lần này, thần Apollo đã ra tay trước rằng chẳng bao lâu nữa, rồi chính cũng sẽ bỏ mạng vì Achilles sẽ hạ sát ngươi trước cổng thành trôi này. Nói đoạn chàng chiến binh trẻ tuổi can trường liền trút hơi thở cuối cùng. Hồn chàng sầu não bay về âm phủ. Hector lột tấm giáp bào của Achilles ra khỏi thi thể Patroclus. Chàng định đoạt luôn cả cổ chiến xa, nhưng Automedon đã quất những chú ngựa bất tử cho chúng được về lại cùng Achilles Thấy Patroclus tự trần, Menelaus vội chạy ra kêu gọi quân Hy Lạp, mau mau theo chàng đưa gấp thi thể đẫm máu của Patroclus trẻ tuổi về. Hector để mặc thi thể Patroclus lại đó ra đi. Glaucus giận dữ gọi chàng là đồ hèn, nhưng Hector chỉ quay lại một đoạn, cởi giáp bào mình ra, mặc vào người tấm giáp bào lộng lẫy của Achilles, vốn là quà tặng của chư thần nhân ngày Paris kết hôn. Rồi Hector vội vã tiếp tục chiến đấu. Họ dụng mạnh giao chiến hồi lâu, nhưng bây giờ đã có cả một rừng các gương giáo của quân Hy Lạp vây quanh, dình giữ thi thể Patroclus dày đặc đến nỗi không một chiến binh Troy nào đến được chỗ Patroclus ngã xuống. Cả hai bên đều dốc sức giao tranh, hết tiếng lại lùi, quân Hy Lạp muốn đưa thi thể Patroclus về bản doanh, còn quân Troy thì muốn vứt nó ra cho lũ chó sâu xé. Trong lúc đó, Achilles đứng bên chiến thuyền, chàng nhìn xuống bãi chiến trường lòng đầy lo sợ chàng tự nhủ. Sao quân Hy Lạp lại bị đẩy lùi về doanh trại, hoảng loạn bỏ chạy vậy nhỉ? Xin chư thần đừng để patroclus gan dạ bạn con bị hà sát. Đúng lúc đó, một người bạn chàng chạy đến mắt đậm lệ nói. Achilles, tôi mang tin dữ về cho anh đi patroclus đã tử trần. Quân ta đang dốc sức chiến đấu để giữ lấy thi thể patroclus vì Hector đã đoạt mất chiếc giáp bào của chàng rồi. Achilles lớn tiếng kêu lên giọng đầy cay đắng chua xót nghe tiếng con nữ thần thetis mẹ chàng liền đến bên chàng ngài hỏi sao chàng buồn rầu đến thế khi quân hy lạp đang phải gánh chịu bất hạnh bởi đã xúc phạm chàng đúng vậy thưa mẹ Achilles đáp nhưng con đâu đếm sẽ đến điều đó khi mà giờ đây patroclus người bạn thân thiết của con người con yêu quý nhất trong đám bạn bè mình đã tử trần con đã mất chàng và cả tấm giáp bào của con nữa. Con sẽ chẳng chịu ngồi yên nữa đâu chừng nào chưa hạ sát được Hector bằng chính mũi dao này. Ôi, con trai của ta! Nữ thần Thetis buồn rầu đáp. Con mà giết Hector thì chẳng bao lâu nữa, chính con rồi cũng phải lìa đời. Nghe nói vậy, Atlas dần giữ gào to. Ước gì con được chết ngay lúc này vì con không cứu được bạn con. Chàng phải chết nơi đất khách quê người còn con, con chẳng giúp được gì chàng cùng mọi chiến binh Hy Lạp xấu số đã bị Hector sát hại. ôi, cuộc tranh cãi bất hạnh đã khiến con đành ngồi bó tay ở đây. nhưng giờ đây, con sẽ cố quên vụ tranh chấp đó và sẽ ra giao chiến để bắt Hector đền cái tội đã cướp mất của con chàng Patroclus yêu quý. con muốn tra thù cho bạn là điều hết sức chính đáng, nữ thần Thetis đáp. nhưng quân Troy đang giữ tấm giáp bào của con và Hector đang mặc trên người. Con nên nén giận đợi thêm một hôm, ngày mai mẹ sẽ quay lại đưa tới cho con tấm giáp bào quý giá do chính tay thần Hephaestus, người thợ rèn có đôi tay vàng của chư thần đúc nên. Nói đoạn nữ thần ra đi, để lại sau lưng mình chàng Achilles đang đau khổ. Chương 8: Hector bị giết. Suốt một đêm dài Achilles khóc than cho Patroclus. Sáng hôm sau, nữ thần Thetis đến, mang theo tấm giáp bào đã hứa. Tấm chiến bào sáng rực dưới ánh mặt trời ban mai, đến nội chính các chiến binh xứ Mabidon nhìn thấy cũng khiếp đảm. Riêng Achilles thì mừng rỡ, vì tấm giáp bào đã nhắc nhở chàng phải trả thù ngay cho bạn mình. Chàng đi dọc bờ biển, cất lớn tiếng gọi các chiến binh Hy Lạp. Nghe tiếng chàng gọi, ai ai cũng phấn chấn chạy lại, ngay cả những vị tướng lĩnh bị thương. Odysseus, Domedes, và Agamemnon. Bây giờ Achilles bèn nói, Agamemnon, hai ta thật không phải, nếu có tiếp tục tranh chấp nhau mãi, ta hãy tha thứ cho nhau về những gì đã làm và tạm gác lại niềm kiêu hãnh của mọi người. Tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả những gì chàng gây ra cho tôi. Còn bây giờ, chúng ta hãy trang bị khí giới rồi đưa quân Hy Lạp ra sông trần. Agamemnon đáp, Hỡi các vị anh hùng cùng các bạn hữu, hãy nghe những gì ta sắp nói ra đây. Ta quả là kẻ điên rồ khi xúc phạm Achilles. Ta vẫn ngày đêm khổ tâm vì những lỗi lầm mà ta đã phạm và ta đã rất đau lòng vì chuyện này. Giờ đây, ta lấy làm mừng được nối lại tình bạn giữa Achilles và ta. Ta sẽ gửi những tặng phẩm quý giá và cả nàng Precious đến cho chàng. Xong xuôi, chúng ta hãy lo liệu sẵn sàng mọi thứ để ra trận. Achilles nói, Agamemnon, ta là bạn chàng, Cảm ơn chàng đã tặng ta những món báo vật. Còn bây giờ, tất cả hãy trang bị khí giới thật chu tất cho một trận giao tranh mới. Riêng ta, ta đã sẵn sàng. Theo lời những bài ca cổ, hôm đó khi Atreus tiến công quân Troy, thì chư thần cũng thân chinh rời định Olympus xuống tham chiến. Atreus tả sung hữu đột từ một vị thần. Chàng hạ sát mọi chiến binh Troy và chàng gặp, và không một thứ khí giới nào của quân địch có thể xuyên thủng được tấm gương sáng rực của chàng. Quân trôi bỏ chạy toán loạn khi thấy bốn chàng, cho tới lúc bị dồn đến bờ dòng sông chảy quanh thành trôi. Tại đó chỉ một số thoát khỏi tay chàng, còn phần đông đều phải nhảy xuống sông và bị dòng nước chảy cuồn cuộn cuốn trôi đi. Vua Priam tuổi đã cao đứng trên một ngọn tháp cao theo dõi chiến cuộc. Thấy quân sĩ trôi bị dồn vào thế bí, ngài bèn ra lệnh cho các chiến binh đứng gác mở ngay cửa thành cho đạo quân đang rút lui có thể chạy vào. Khát cháy cổ người bê bết bụi và máu, các chiến binh Troy hỗn hển chạy về thành, trong khi Achilles và quân Hy Lạp vẫn đuổi gấp sau lưng. Quân Troy đã rút hết về, nhưng Hector vẫn ở lại bên ngoài, mặc cho Priam hoài công vang nại chàng, hãy vào thành gấp để thoát thân, vì người cha già cả đã thấy tấm giáp bào sáng rực của Achilles lấp loáng phía xa, và cô biết rằng Achilles đang tiến mỗi lúc một gần hơn để truy tìm Hector. Hector, con yêu quý nhất của ta, Vị vua già lớn tiếng gọi con. Con đừng đợi Achilles trong khi đang đơn thương độc mã hay vì người cha khốn khổ mà gấp vào thành. Nhưng Hector bỏ mặt ngoài tai lời cha vang nài. Chàng dựng tấm khiên và chân thành, nhất quyết đợi bằng được Achilles tiến đến. Cuối cùng rồi Achilles cũng đã xuất hiện, khủng khiếp hệt như chính thần chiến tranh. Tấm giáp bào bằng vàng của chàng lấp lánh sáng dưới ánh nắng Trước cảnh tượng ấy, ngay cả Hector can trường cũng thấy hoảng sợ, nhưng chàng vẫn đứng đó thách thức Achilles quyết sống mái một phen. Achilles phóng ngọn giáo nhưng chệt đích. Hector cũng làm như vậy, nhưng ngọn giáo chạm phải tấm khiên của Achilles trượt sang bên gãy đôi. Thế là Hector bèn rút kiếm, vùng lên toàn bộ xuống Achilles. Nhưng Achilles đã đâm chàng chiến binh Troy dũng mạnh một nhát, khiến mũi kiếm xuyên suốt qua cổ hồng Hector ngã khều xuống đất. Achilles đắc thắng nói, Này, Hector kiêu ngạo, thế là ngươi chẳng tận hưởng được bao lâu niềm vinh quang sau chiến thắng của người hà sát Patroles. Tuy hơi thở yếu dần, Hector vẫn khẩn khoản vang Achilles hãy trao lại thi thể mình cho bạn bè để họ chung cất. Nhưng Achilles lạnh lùng đáp, Đừng nói với ta chuyện mai táng, không thứ gì có thể giúp ngươi thoát khỏi cành bị ném cho chó xé xác Nghe vậy Hector thều thào đáp. Ta chẳng còn cơ may nào để trông đợi ngươi đổi ý. Nhưng ngươi nên nể sợ cơn thịnh nộ của chư thần. Vì chẳng bao lâu nữa Paris rồi sẽ hạ sát ngươi dù ngươi là một chiến binh dũng mãnh. Dứt lời Hector tắt thở. Atreus cởi chiếc giáp bào ra khỏi thi thể Hector rồi ra lệnh cho quân Hy Lạp quay về doanh trại lôi theo thi thể Hector. Nhưng sau đó vì vua già Priam đã can đảm đến tận doanh trại quân Hy Lạp gặp Atreus tại lều chàng để khẩn khoản vang chàng trao lại thi hài đứa con mình yêu quý nhất. Atreus thấy thương hại ông cụ, thắng phục lòng can đảm của cụ, nên đã cho phép cụ đem thi hài Hector về làm lễ mai táng chu tất. Chương 9 Cái chết của Atreus Bây giờ bên trong thành người Troy đang nhóm họp để bàn cách đối phó. Một vị quân sư của Priam khuyên chúng ta không thể giao chiến tiếp vì bây giờ Hector đã mất rồi. Tôi sợ Achilles sẽ thui rụi thành bang ta và giết sạch chúng ta. Đã đến lúc chúng ta phải rời bỏ Troy, trao lại thành bang lồng lẫy này cho quân Hy Lạp. Nhưng vua Priam đáp, chúng ta không nên rời bỏ thành Troy. Chúng ta cứ ở lại, ít ra là cho đến ngày Memnon, vua xứ Aetobia mang quân tới. Ta tin chắc sớm muộn gì rồi Memnon cũng xuất hiện dù gì chăng nữa chúng ta cũng phải biết chết như những trang nam tử dám đối mặt với kẻ thù chứ không bỏ chạy để phải sống hết quãng đời còn lại nơi đất khách quê người tuy mỏi mệt với trận mạc lắm rồi polyramas trí xảo vẫn lên tiếng đáp lời nhà vua nếu vua Mạm nên quả thật đang trên đường tới đây thì tôi tin chắc ông có thể cứu được thành bang này và cứu chúng ta nhưng cả ông ấy rất có thể cũng sẽ bị atrides và quân hy lạp hùng mạnh đánh bại Sao chúng ta lại không trả nàng Helen Diễm Lệ cùng số của cải đã tước đoạt, dù là vào thời điểm muộn màng, để giữ lấy nhà cửa chúng ta khỏi bị rơi vào tay của kẻ thù? Tất cả các tướng lĩnh Troy đều thấy Polydamas nói phải, nhưng không một ai dám lên tiếng đồng tình. Paris quay sang Polydamas trí xảo, dần dự nói. Polydamas, ngươi là kẻ đớn hèn ngoài chiến trận và là một mưu sĩ ngu đần. Nếu thích, ngươi cứ ngồi ở nhà còn ta để ta sẽ dẫn đầu tàn binh trôi ra trận để khỏi ô danh tất cả chúng ta. Polydamas đáp, lòng dũng cảm ngu ngốc của ngươi đã mang lại bao khổ đau và bất hạnh cho toàn thể chúng ta và lời ngươi khuyên rồi sẽ hủy diệt thành bang này. Paris không dám nói gì nữa vì chàng biết mình chính là kẻ đã gây nên cuộc binh đau này, nhưng chàng thà chết còn hơn là phải từ bỏ Helen. Chẳng bao lâu sau, Memnon oai Phong cùng một đạo quân hùng hậu từ Ethiopia đến ứng cứu. Các hoàng tử thành Troy hân hoan ra nghênh đón. Vua Priam cảm mừng khi thấy vị khách dũng khí có thừa trong bộ giáp bào sáng loáng. Hôm sau Memnon dẫn đạo quân mình cùng các chiến binh Troy ra trận. Chiến cuộc diễn ra rất ác liệt và tàn khốc. Quân sĩ hai bên giao tranh dũng mãnh từ những đợt sóng biển giận dữ dân trào, khiến mặt đất rung chuyển dưới chân. xa xa phía cánh phải chiến trường. Achilles đã hạ được hai nhà quý tộc Troy cùng với nhiều chiến binh khác. Bên cánh trái, Memnon tấn công các chiến binh người Pelos. Memnon phóng ngọn giáo về phía lão tướng Nestor. Nếu không có chàng Antilochus, con cụ chạy đằng trước che chở cho cha, thì vị lão tướng đã chết mất rồi. Ngọn giáo của Memnon xuyên suốt tim chàng Antilochus trẻ tuổi can trường, khiến chàng ngã khuỵu, tắt thở ngay tức khắc uất ức và đau xót trước cái chết của con lão tướng nestor lao tới tấn công vua xứ etopia chắc vì lão tướng đã thiệt mạng mất rồi nếu như memnon không nhận ra cụ một người bạn cứu cựu của cha mình chàng memnon gào to bảo cụ lùi ra và nói sẽ không đời nào đỏ sức cùng cụ thế là vì lão tướng trái tim tan nát vì đau đớn chạy đi tìm archeles khẩn khoản van chàng hãy tỉ thí với memnon để trả thù cho cái chết của archelotus Achilles điền đến đối mặt với Mamnon và giữa hai vị anh hùng tức thì bùng lên một cuộc giao tranh thật khủng khiếp. Mình khoác chiến bào sang rực, hai bên cùng tút kiếm, mặt đối mặt với nhau. Đôi vai vạm vỡ của cả hai nhô cao vượt hẳn các chiến binh khác. Cả hai đều tỏ ra hết sức dũng mạnh, chẳng hề sợ chết. Máu từ các vết thương rỉ ra và các bụi từ dưới chân họ bốc lên thành đám cao phủ đầu. Tất cả chư thần giỏi nhìn trận chiến vì cả Achilles lẫn Memnon đều do các nữ thần sinh ra. Rốt cuộc, thần Zeus cầm chiếc cân định mệnh lên tay. để cân của Memnon chìm hẳn xuống vì cái chết đang chờ chàng. Thế rồi Achilles đâm lưỡi kiếm xuyên suốt ngực Memnon. Chàng chiến binh tài giỏi xứ Etobia gục ngã xuống đất, tắt thở. Thoáng thấy Memnon tự trận, quân trôi cùng các chiến binh Etobia liền tháo chạy về thành trôi. Phấn chấn trước chiến thắng, Achilles đuổi theo. Chàng hy vọng rằng cuối cùng rồi quân Hy Lạp cũng chiếm được Troy. Nhưng khi đến trước cổng thành, chàng bị Paris tình cờ bắn một mũi tên, đâm thẳng vào gót chân trái, nơi duy nhất mà khí giới con người sát hại được Achilles. Vì anh hùng dũng mãnh gục ngã, lời cảnh báo của Hector lúc hấp hối, vậy là đã ứng nghiệm. Thấy Achilles chết, quân Troy cố cướp lấy thi thể chàng nhưng Ajax cao lớn đã đứng cạnh, đưa khiên ra ngăn. Trong khi đó thì Odysseus tả sung hữu đột bên Ajax. Rốt cuộc nhờ Ajax với tấm khiên lớn của chàng chống đỡ, Odysseus đã vác được thi hại Achilles lên đôi vai vạm vỡ của chàng, mang về bản doanh. Quân Hy Lạp chưa bao giờ thương tiếc bất cứ vị anh hùng nào tử trận trước thành Troy như thương tiếc Achilles. Cả đạo quân cùng xúm lại chất củi, dựng lên một dàn thiêu thật uy nghi. Chính nữ thần Thetis cũng đã thân hành đến tận doanh trại các chiến binh xứ Mabidon để than khóc cho đứa con gan dạ bị giết chết giữa tuổi hoa niên của ngài, đúng như định mệnh tàn khốc mà ngài đã được biết từ trước. Sau khi nữ thần Thetis và nàng Briseis đã khóc than Achilles càng nước mắt, các chiến binh xứ Mabidon liền nổi lửa hỏa tán thi hại chàng trên dàn thiêu. Họ ném vào lửa những tài sản quý giá nhất để bày tỏ lòng tôn kính nhà vua từng trì vì mình. Rồi họ thu nhặt hài cốt và đem chôn trên bờ biển, kề bên dòng Hellespont luôn tung bọt, trắng xóa. Chương 10 Con ngựa gỗ Một hôm, Odysseus đang tha thận tản bộ ngoài doanh trại, thì chàng gặp một người lạ mặt thông thái, mắt cho chàng biết một lời tiên tri xa xưa về số phận thành trôi, Chừng nào pho tượng thần Anthony linh thiên vẫn còn ngự trong ngôi đền thờ của ngài, thì chừng đó thành bang này còn chưa thất thủ. Đêm xuống, Odysseus quyết định tìm cách lấy các pho tượng, cho dù nó có được thờ phụng tại đền thờ ngài, tòa lạc chính giữa thành trôi. Chàng cải trang thành một gã hành khất, giấu thanh kiếm sắt dưới bộ quần áo rách tả tơi, rồi cùng với Diomedes tiến về trôi. Đến nơi, Diomedes nắp lại dưới chân tường thành, trong khi đó, thì Odysseus tiến lại cổng, vờ xin tiền và thức ăn. Lính gác cổng chẳng thèm để ý đến gã hành khất già ăn mặc rách rưới, nên đã để mặt chàng đi vào. Trước đây, có lần Odysseus đã từng đến đây, nên chàng biết rõ đường ngang ngõ tắt dẫn đến ngôi đền. Dọc đường chàng luôn ngửa tay xin của bố thí từ bất cứ người qua đường nào, nên chẳng một ai nhận ra. Nhưng đến cổng ngôi đền, bức chật chàng chạm trán Helen, đang từ trong đền bước ra sau buổi cầu nguyện. Helen nhận ngay ra chàng. Sợ Odysseus bị phát hiện, nàng vội dẫn chàng về nhà mình. Sau khi khóa chặt cửa, nàng mới lên tiếng. Odysseus, chàng đã thực thi một mưu toan mạo hiểm nào thế? Sao chàng dám một mình đột nhập vào thành? Chàng nói ngay đi, liệu quân Hy Lạp có chiếm được thành trôi không? Nếu họ chiếm được, liệu Menelas có đón tôi về hay không? Hay chàng sẽ giết tôi ngay khi vừa thấy bóng tôi? Nếu thế tôi thả chết ở trôi này hơn là phải chứng kiến cảnh đó. Nàng òa khóc, và Odysseus đáp, quân Hy Lạp sẽ chẳng bao giờ chiếm được thành, chừng nào pho tượng thần Atrani linh thiêng còn ngự trong đền thờ ngài tại đây. Người ta đồn rằng pho tượng đó vốn từ trên trời rơi xuống, chứ không phải do bàn tay người trần tạc nên. Vì vậy, tôi đến là để đánh cắp pho tượng Diomedes, bạn tôi, đang đợi tôi ngoài tường thành. Chỉ cần nàng giúp một tay là hai chúng tôi có thể dễ dàng chế ngự được tên lính gác đền và lấy được pho tường. Helen mỉm cười với chàng qua hai hàng nước mắt, không giấu giếm nỗi thắng phục lòng can đảm của Odysseus. Odysseus nghĩ bụng, chứ bao giờ chàng thấy nàng diễm lệ hơn thế vì nhan sắc nàng không hề phôi pha theo thời gian và khổ đau. Đoàn, Helen nói, ước gì em đã không rời bỏ ngôi nhà thân thương ở Esparta và không đặt chân đến đây. Rõ ràng là em thật điên rồ vì đã dại dột nghe lời Paris dụ dỗ. Giờ đây, nếu quân Hy Lạp mà chiếm được thành, thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến với em. Nhưng thôi, chàng là người Hy Lạp và em phải ra tay giúp chàng. Nào, chàng đi với em. Em sẽ chỉ cho chàng cách đánh cắp pho tường. Helen dẫn Odysseus băng qua thành và đến một cánh cổng nhỏ, rồi mở cổng giúp Diomedes lẹn vào. Sau đó nàng dẫn họ quay lại ngôi đền rồi ra về. Odysseus và Diomedes dùng sức mạnh mở đường vào đền, giết tên lính gác và đoạt lấy pho tường. Họ chạy vội qua những đường phố vắng vẻ để đến chỗ cánh cổng nhỏ. Chẳng bao lâu sau, họ đã bình an vô sự về đến doanh trại quân Hy Lạp. Lấy được pho tượng, quân Hy Lạp tin chắc thành Troy sẽ thất thủ đến nơi. Nhưng lần nào tấn công vào thành họ cũng đều bị quân Troy đẩy lui. Rốt cục, Contrast mưu trí hơn người, phải báo cho quân Hy Lạp biết, họ phải dùng mưu mẹo mới chiếm được Troy, chứ không thể dùng vũ lực. Thế là Odysseus liền nghĩ ra một diệu kế. Chúng ta phải đóng một con người gỗ cực lớn. Chàng nói, lớn đến nỗi tất cả các vị anh hùng dũng mạnh nhất bên ta đều có thể nắp trong đó. Một người mà quân trôi không biết mặt sợ lại, hai tay bị trói sau lưng, mặt dính đầy bụi và máu để đánh lừa đối phương khi các chiến thuyền bên ta vừa dương bùm đi khuất, quân trôi sẽ rời thành đến xem doanh trại bên ta. Chúng sẽ chỉ thấy chỉ còn có con ngựa gỗ đứng trơ đấy. Bây giờ chàng trai bị trói kia sẽ tiến đến, nói với bọn chúng là quân Hy Lạp đã đóng con ngựa đó để làm tế vật dân thần Anthony, cầu xin ngài nguôi cân thịnh nộ vì họ đã đánh cắp pho tượng linh thiên. Chàng ta cũng nói thêm với bọn chúng rằng mình là người lạ, bị quân Hy Lạp định đem hiến tế thần linh nhưng đã cố trốn thoát. Nếu chàng ta không khéo kể câu chuyện, quân trôi sẽ tưởng thật và đưa con ngựa gỗ vào thành thay cho pho tượng đã mất kia. Chúng ta phải đóng con ngựa nọ sao cho thật cao để quân trôi không thể nào kéo được qua cổng thành mà phải phá một lỗ lớn trên tường mới đưa được vào. Khi chúng đã đưa con ngựa vào trong thành và đặt trước ngôi đền, chàng trai của chúng ta sẽ đốt một đống lửa lớn trên ngọn tháp cao nhất để báo hiệu cho các chiến thuyền ta. Tiếp đó, chàng ta sẽ đến chỗ con ngựa giúp các vị anh hùng đang nấp bên trong chui ra. Bây giờ, các chiến binh Hy Lạp vờ ra đi kia sẽ cho các chiến thuyền quay lại, rồi lên bờ tiến vào thành qua lỗ hỏng trên tường. Lúc đó, thành trôi chắc chắn rơi vào tay quân ta. Nghe Odysseus đưa ra dịu kế đó, quân Hy Lạp tức thì háo hức bắt tay vào việc. Họ giao cho Epeus đóng con ngựa, vì chàng là người thợ tài ba nhất trong đạo quân Hy Lạp. Agamemnon cho người lên núi Ida hạ cây Tất cả đều làm việc cực lực theo lệnh của Airbus cho đến lúc con ngựa gỗ khổng lồ hoàn thành. Rồi họ chạm trổ thêm cả đầu lẫn đuôi nên trông nó chẳng khác con ngựa thật chút nào. Khi công việc đã chu tất đâu vào đó, Odysseus điền nói, Hỡi các chiến hữu, đã đến lúc phải tỏ rõ ai trong số các bạn là người dùng mạnh nhất, vì giờ đây chúng ta phải thực thi một công việc đầy mạo hiểm. Chúng tôi sẽ nắp trong con ngựa gỗ, chúng tôi hoặc là chiếm được thành trôi, hoặc là bị phát giác và phải từ giả cõi đời. Ngay sau khi chúng tôi nắp hết vào trong bụng ngựa, những người còn lại phải lập tức đốt hết lều trại lên thuyền hướng về đạo Tenedos dương bùm ra đi. Một chàng trai tên là Sinan đứng dậy, nói chàng có thể mạo hiểm đảm đương việc đó. Tất cả quân sĩ đều kinh ngạc vì trước đây Sinan chưa từng tỏ ra can đảm như vậy bao giờ. Trong khi các chiến hữu Hy Lạp trói tay chàng và giúp chàng chuẩn bị ứng phó với quân trôi, thì các vị anh hùng được tuyển chọn bắt đầu trèo lên thang, chui vào trong bụng ngựa. Đầu tiên là chàng Petrus, con trai của Atreus và tiếp theo là chàng Menelus quả cảm. Kế đó đến Odysseus và Diomedes cùng nhiều vị anh hùng khác, cho đến lúc bụng ngựa chật cứng. Ngay vào sau cùng là Epos, kẻ đóng ra con ngựa, vì chàng biết rõ hơn ai hết phải làm thế nào mới đóng chặt được cánh cửa mà họ vừa chui qua. Khi cánh cửa vừa được khóa chặt, thì các chiến binh còn lại lập tức nổi lửa đốt hết doanh trại rồi lên thuyền tiến về mạng Tây. Đêm đó, thần dân thành Troy đều mở tiệc lên đình ăn mừng. Siêu Nên đã kể câu chuyện thật tài tình, nên dân Troy tin là từ giờ họ sẽ được bình yên. Cuộc vây hãm thành Troy kéo dài thế là đã chấm dứt, vì chính mắt họ đã trông thấy quân Hy Lạp đáng nguyền rủa dương bường ra đi. Tường thành lập tức bị phá, và có người gỗ khổng lồ được kéo vào trong, đặt trước đền thờ nữ thần Anthony. Khuya hôm đó, tất cả thần dân trôi đều lăn ra ngủ. Thừa cơ, nên liền lẻn dậy, nhẹ nhàng băng qua những đường phố yên tĩnh, đến chỗ ngọn thắp canh cao nhất. Linh gác không có ai ở đó, tất cả đều đang ngủ hoặc say sưa chén. Sinh nên đốt lên một đống lửa thật lớn, rồi đến ngôi đền thờ, nơi con ngựa gỗ đang đứng lấp lánh sáng dưới ánh trăng. Chàng khẽ gọi các vị anh hùng đang nắp bên trong, rồi tất cả lần lượt bước ra, lần theo chiếc thang mà Airbus đã làm sẵn trèo xuống đất. Tim ai cũng đập mạnh khi họ lâm lâm khí giới trong tay, sửa soạn đến ấp thành phố đang say ngủ. Họ chạy đến trước cửa những tòa nhà gần nhất, nổi lửa đốt và vung kiếm ra tàn sát. Đạo quân vừa quay lại trên các chiến thuyền lao qua lỗ hổng trên tường thành, tràn vào trong. Troy đã bị chiếm trong chớp mắt. Odysseus và Menelaus biết rõ đường đi lối lại trong thành, liền đến nhà của Deiphobus, nơi Helen đang sống sau ngày Paris lìa trần. Họ đột nhập vào nhà. Deiphobus đang ngủ, nhưng chợt nghe thấy tiếng động, liền vung dậy, cầm lấy khí giới. Còn Helen thì kêu thét lên và cố bỏ chạy ngay khi thấy Menelaus xông vào. Tuy bị tiếng công bất ngờ và không mặc giáp bào, Deiphobus vẫn kháng cự hết sức gian dạ, nhưng chẳng bao lâu sau chàng đã bị medallus áp đạo và đâm chết tay vẫn lầm lầm thanh kiếm vấy máu medallus quay sang phía helen chàng định bụng sẽ giết nốt nàng trong giây lát chàng ngắm nàng lúc này đang đứng dưới ánh lửa đỏ rực của cả thành phố đang ngùn ngụt cháy thấy nhan sắc nàng vẫn lộng lẫy không hề phôi pha cùng năm tháng medallus quên mất ý định giết nàng và cũng chẳng để tâm đến mọi tội lỗi nàng đã gây ra buồn thanh kiếm Chàng âu yếm cầm lấy tay nàng, lặng lẽ dắt nàng theo. Sau đó cả hai cùng về lại Esparta và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Phần 2. Những cuộc phiêu lưu của Odysseus Chương 1. xứ sở của bọn Cyclops. Cô Hy Lạp tàn phá chặn chút nương Tây, nên thành Troy chỉ còn là một đống dịch vùng, lửa cháy ngút trời. Xong xuôi, Họ lên thuyền, chiến thắng trở về. Trên đường về họ gặp đủ mọi gian truân. Phải mất nhiều năm sau một vài vị tướng lĩnh mới về được thành bang quê hương. Cô Nestor đã sớm về lại với thành bang quê nhà Pelos, nhưng Agamemnon quyền thế thì phải nếm trải một chuyến khải hoàng đầy bi thảm. Trong lúc chàng còn bận chinh chiến ở Troy, Sertonestra, chị của nàng Helen, đã đem lòng yêu một chàng trai tên là Aegisthus, và kết hôn cùng chàng ta, làm như thế Agamemnon đã tử trần. Một năm trước ngày Agamemnon quay về, Agathos đã cắt một gà lính canh đứng trên ngọn tháp cao gần bờ biển để biết trước lúc thế nào thì các chiến thuyền của Agamemnon cập bờ. Nhớ thấy đoàn chiến thuyền, tên lính canh đã vội chạy xuống Messene để báo tin vui. Agathos cho 20 chứng minh sẵn sàng khi giới nắp trong đại sảnh rồi xuống cạn gặp Agamemnon, vờ như nên đón chàng và đưa chàng về hoàng cung. Sau đó, hắn mở tiệc khoản đại linh đình các vị anh hùng trở về. Đến giờ buổi tiệc, đám người được vũ trang nấp sau các bức rèm đã lao ra, hà sát Agamemnon cùng với tất cả các chiến hữu trung thành của chàng. Vào thời điểm đó, Odysseus chẳng chút hay biết gì về những vụ sát hại trên. Nhưng vì sao nghe được câu chuyện đó, chàng đã phải thận trọng cải trang thành người lạ, khi đặt chân lên mảnh đất quê nhà để giải bày ứng phó nếu trong cung mình cũng có một đám phản nghịch mai phục sẵn. Nhưng chàng còn phải trải qua nhiều năm phiêu bạc và nhiều cuộc phiêu lưu lạ kỳ nữa mới về lại được cố hương. Rời thành trôi, gió đã đưa thuyền của Odysseus đến bờ biển Thais, một xứ sở mà cư dân vốn giao hảo với người trôi như bằng hữu. Odysseus cùng thuộc hạ đổ bộ lên Aparis, lấy thành bang này rồi thiêu trụi nó như đã từng làm với Troy. Nhưng Odysseus không cho phép bất kỳ ai hãm hại Macron vì tư tế của thần Apollo. Chọn che chợ cho Maron cùng thân quyến viên tư tế. Maron rất biết ơn nên tặng cho Odysseus vàng bạc cùng 12 thùng rượu vang cờ lớn. Thứ rượu vang này mạnh đến nỗi trước lúc uống phải pha một phần rượu với 20 phần nước mới khỏi say. Odysseus chất những sản phẩm đó lên chiến thuyền. Sau này, chàng mừng rỡ khôn xiết vì nhờ có thứ rượu này mà chàng thoát nạn. Rời Ismarus lên đường, họ gặp một trận bão biển dữ dội cuốn thuyền họ ra khơi, mất khúc hải trình quen thuộc lâu nay. Suốt hơn một tuần, họ bị dạt về mạng Nam, lạc đến những vùng biển xa lạ. Sang ngày thứ 10, họ bị tấp vào bờ một hòn đảo, nơi sinh sống của giống người ăn hoa sen. Tại đó, Odysseus phái ba người lên bờ tìm thức ăn và nước uống. Dân cư xứ sở này đều là những người điềm tĩnh, thân thiện. Họ hầu hởi mời những chàng thủy thủ làm mặt nếm thử giống sen kỳ dị. Thế ai ăn vào đều không muốn rời đảo nữa và sẵn lòng lưu lại đó mãi mãi để mơ thấy những giấc mộng đẹp và quên hết thế giới bên ngoài. Ba chàng trai được Odysseus phái đi ăn đã ăn phải thứ quà đầy nên họ khoan khoái ngồi xuống tắm mình vào những giấc mơ. Không thấy họ trở về, Odysseus đành thân chinh đi tìm. Khi biết chuyện gì đã xảy ra, chàng buộc họ phải về lại thuyền. Lên thuyền xong, chàng sai trói chặt chân tay họ lại, rồi căng hết bườm lướt sóng như bay, rời xa hòn đảo đáng sợ. Vài ngày sau họ đến một đảo khác, họ đâu biết đó là xứ sở của đám salope một giống khổng lồ chỉ có một con mắt nằm ngay giữa trán chúng sống trong các hang động giữa những ngọn đồi và chăn những đàn cừu đông đúc odysseus cho neo thuyền lại tại một vịnh kín đáo khuất sau một hòn đảo nhỏ để tránh tầm mắt của những kẻ sống trên hòn đảo lớn kế bên suốt ngày hôm ấy họ đi săn dê rừng mang về rồi nhấm nháp thịt dê nướng cùng với những chén rượu vang tặng phẩm của maron vì tư tế ở ismarus Hôm sau, Odysseus cùng 12 người bạn lên hòn đảo lớn xem cư dân trên đó là ai. Họ thấy một cái hang lớn gần bờ biển. Trong hang không có ai cả, nhưng bên trong họ thấy những chiếc giỏ lớn đầy phô mát, những bát sữa tươi và những con chiên non bị nhốt trong một khoảng có đá rào quanh. Cảnh tượng trông thật thanh bình, đầm ấm. Các chàng trai định lấy thật nhiều phô mát về tàu, nhưng Odysseus găng lại, sợ bị chủ nhân phát hiện. Vì vậy họ bèn ngồi lại nhấm nháp mát với bình rượu vang của Maron mà họ đem theo. Tôi đến một gã khổng lồ bước vào. Hắn ném xuống đất một súc gỗ khô vác về làm củi. Kế đó, hắn lùa đàn cừu vào hang rồi nhấc một phiến đá phẳng đồ sổ bích chặt cửa hang. Hai tá ngựa e cũng chưa đủ sức di chuyển nổi phiến đá. Sau rốt, gã khổng lồ đi vắt sữa cừu đổ vào bát để dùng vào bữa ăn tối Suốt thời gian đó, Odysseus và các bạn chàng ngồi im, hết sức sợ hãi vì họ biết mình đang trong hang của gà khổng lồ một mắt và vừa ăn vụn format của hắn. gã khổng lồ bỗng phát hiện là có người lạ. Hắn hỏi họ là ai. Odysseus đáp rằng họ là những chiến binh Hy Lạp từ thành Troy trở về và đang phiêu dạt giữa biển vì lạc đường. Chàng xin gã khổng lồ hãy vì thần Zeus mà đối xử tử tế với họ. Gà khổng lồ phá lên cười rồi bảo, Dân bê chúng ta bất cần rớt thần lẫn chư thần, vì chúng tao cho là chúng ta tài ba hơn. Thuyền các ngươi đâu? Odysseus nghĩ bụng, tốt hơn cả là đừng cho gã biết thuyền họ đang neo nơi nào. Vì vậy chàng đáp rằng thuyền chàng đã bị đắm ngoài bờ biển. Nghe vậy, gà khổng lồ chẳng thèm đáp. Chỉ nhấc bỗng hai chàng trai trong số họ bóp chết tức khắc, ném vào lửa, nướng lên rồi ngấu nghiến ăn. Ăn xong, gà uống hết bát sữa này đến bát sữa khác rồi lăn ra ngủ. Odysseus định nhân lúc gà khổng lồ ngủ say sẽ giết gã, nhưng chàng bỗng nhớ ra rằng 10 người còn lại không thể nào di chuyển phiến đá khổng lồ đang chắn trước cửa. Bởi vậy, dù có giết được gà khổng lồ thì họ cũng bị giam hãm mãi tại đây cho đến lúc chết đói. Sang ra gà khổng lồ giết thêm hai người nữa để điểm tâm, rồi lùa bay cựu ra khỏi hang và không quên đặt lại phiến đá chắn cửa. Tuy vậy, Odysseus vẫn chưa mất hết hy vọng vì chàng vừa nghĩ ra một diệu kế. Biết ra không lồ vẫn chưa động tới súc gỗ trong hang, Odysseus bèn lôi ra, chặt một đoạn dài hai sải rồi đẻo nhọn một đầu. Họ dự tính đêm đó, thừa lúc gã không lồ ngủ say, bốn người trong số họ sẽ đâm đoạn cây nhọn đầu kia vào mắt gã. Hoàng hộ buông xuống, gã không lồ trở về và lại lùa cừ vào hang. Sau đó, gã vần phiến đá chặn cửa hang lại, rồi gã giết thêm hai người nữa, đem nấu lên ăn. Trong lúc ấy, Odysseus lấy một cái bát bằng gỗ, rót thứ rượu vang cực mạnh của Maron vào, không hề pha thêm một giọt nước nào. Chàng nước bắt rượu mời gã khổng lồ. Từ trước tới giờ, gã chưa từng được nếm rượu vang. Vì uống càng hết bát này, đến bát khác, nên chàng mấy chốc, gã Celebe vui hẳn lên, sẽ tặng cho Odysseus một món quà. Gã hỏi, tên người là gì? Tôi tôi là không ai, Odysseus đáp, Thế thì ta sẽ làm thịt những tên kia trước, còn không ai sẽ làm thịt sau cùng. Gã không lồ nói, Đó chính là món quà ta tặng ngươi. Nói xong hắn lăn ra ngủ. Odysseus vội lấy khúc gỗ dài đã đẽo sẵn đem hơ đầu nhọn vào lửa cho đến lúc nóng đỏ. Đoạn, bốn chàng trai đâm thủng con mắt duy nhất của gã không lồ. Gã Sulebe rống lên, vừa chơm dậy vừa hô hoáng gọi đồng loại sống trong các hang gần đó đến cứu. Đứa nào gây sự với mày thế? Bọn Sulebe hỏi. Gia đáp, không ai định giết ta. Nếu không ai hại mày, sao mày lại đánh thức bọn tao? Đám Sulebe kia gào lên vậy, rồi cả bọn lại lăn ra ngủ. Odysseus phá lên cười vì thấy mưu kế của mình đã lừa được bọn Sulebe. Sáng hôm sau, gã khổng lồ vần phiến đá đồ sộ ra khỏi cửa hang. Gã ngồi ngay trước cửa vươn tay ra định tóm lấy các tù nhân khi họ chạy ra. Nhưng Odysseus bèn nghĩ thêm một kế nữa. Chàng buộc chặt ba con cừu lại với nhau thành từng tớp, rồi cột từng chiến hữu của chàng vào giữa tớp cừu, để tay gà khổng lồ chỉ sợ được những con ở phía ngoài cùng. Khi đàn cừu qua cửa hang gà khổng lồ sợ từng tớp một, nhưng chẳng hay biết gì là chúng đã chở theo các tù nhân. Chờ cho ai nấy rời hang bình yên, Odysseus liền cởi dây giải thoát cho các chiến hữu, rồi lùa đàn cừu xuống thuyền Họ nhổ neo, dương bườm lướt nhanh ra khơi. Khi họ đã thoát khỏi vòng hiểm nguy, Odysseus mới lớn tiếng bạo gã Celebe. Nếu có ai hỏi ngươi kẻ nào đã chọc mù mắt ngươi, ngươi cứ nói đó là Odysseus, con trai của Clates xứ Ithaca. Vì vậy gã không lồ liền cầu khẩn cha mình, thần biển cả Bocelon, hoặc ngăn không cho Odysseus về lại quê nhà, hoặc nếu có trở về được, thì trước hết chàng phải lên đến nhiều năm, gặp đủ mọi gian truân, và chỉ còn một thân một mình trở về với bao đau khổ đang chờ sẵn tại quê nhà. Gã còn ném một tảng đá khổng lồ xuống biển. Tảng đá trời ngay phía sau đoàn thuyền Odysseus làm dậy lên một đợt sóng dữ, đẩy thuyền họ ra xa đảo. Odysseus và các bạn chàng dưng bùm ra đi, tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng Poseidon, thần biển cả, đã nghe thấu lời con, gã khổng lồ bị làm mù mắt và không buông tha Odysseus. Chương 2 Nữ Pháp Sư Saiko. Odysseus và các bạn chàng lại lên đên trên biển cả, cho đến ngày lạc đến một hòn đảo khác. Họ lên bờ tuy không biết đó là sư nào, nhưng nơi này, này chính là đảo Eia, gian sơn của nữ Pháp Sư Sa cô Tay cầm gươm giáo, Odysseus leo lên đỉnh một ngọn đồi cao. Đứng trên đỉnh đồi, chàng thấy khói bốc lên từ một cánh rừng và đoán rằng nơi đó hẳn có một căn nhà, Chàng toan một mình đến đó nhưng rồi tự nhủ. Ta nên về lại thuyền, đưa các bạn cùng đến thì hơn. Vốn từng trại, chàng nghe rằng trên đảo này cũng có thể chạm trán bọn khổng lồ hung dữ chuyên ăn thịt người. Vì vậy sáng hôm sau, Odysseus chia các bạn đồng hành ra làm hai toán, giao cho Aurelotus dẫn đầu một toán, còn phần mình thì chàng cầm đầu toán kia. Rồi họ cho vào chiếc mũ trụ hay mẫu gỗ đã đánh dấu, một dành cho Aurelotus, còn mẫu kia thì dành cho Odysseus để phân xử xem ai phải đến căn nhà kia. Họ lắc mạnh chiếc mũ và mẫu gỗ của Odysseus văng ra ngoài. Thế là lòng đầy sợ hãi, Odysseus đành dẫn 20 người trong toán mình vào rừng. Còn Odysseus cùng 20 người trong toán chàng thì ở lại thuyền đợi. Chỉ một lát sau, Odysseus đã hớt khải quay về một mình, khóc nức nở, không nói nên lời. Mãi sau chàng mới bình tâm lại và thuật hết câu chuyện cho Odysseus. Họ tìm đến căn nhà trong rừng và gặp một nữ pháp sư xinh đẹp là Psycho. Đàn chó sói và sư tử đã thuần hóa đang nô đùa trước nhà. Thấy khách tới liền mừng rỡ nhảy chồm lên đón như những chú chó ngoan ngoãn và vây quanh mấy chàng trai khi họ còn đang đứng trước ngõ, lắng tai nghe giọng hát ngọt ngào của Psycho từ bên trong vọng ra. Rồi một người trong bọn họ bèn cất tiếng gọi và Psycho liền bước ra. Trước mặt họ là một phụ nữ yêu kiều, mặc một chiếc váy trắng dát đầy vàng bạc, châu báu. Nàng mở cửa mời khách vào, nhưng Aridotus cứ trốn bên ngoài và cố dõi mắt qua một khung cửa sổ nhìn vào. Chàng thấy Sako và đám thuộc hạ pha mật ong vào rượu vang, rồi mời mấy chàng trai. Họ vừa uống xong, Sako liền cầm chiếc đũa thần lên chạm khẽ vào từng người. Thế là họ lần lượt hóa thành lợn. Sako lùa họ ra ngoài, nhốt vào một túp lều nhỏ, còn Eurylochus vội chạy về thuyền, báo tin buồn. Nghe xong câu chuyện, Odysseus biết, siết lại giải đeo gươm, cầm lấy cung tên và bảo Eurylochus hãy cùng với chàng quay lại căn nhà kia. Nhưng Eurylochus sợ quá, nên Odysseus đành lên đường một mình. Chàng mang qua rừng tìm đến căn nhà của Sarko. Trên đường chàng gặp một chàng nam nhi tuấn tú, Chàng trai nọ cầm lấy tay Odysseus và bảo, Hỡi kẻ bất hạnh, chàng vẫn còn hy vọng cứu được bạn bè mình thoát khỏi tay một nữ pháp sư quyền phép như cô hay sao? Odysseus quả cảm đáp rằng chàng sẽ cố tìm mọi cách. Hiểu thấu lòng Odysseus, chàng trai đỏ bèn hái một bông hoa trắng trao cho chàng và bảo. Chàng hãy cầm lấy bông hoa này và chờ khi nào cô cho chàng uống cạn cốc rượu pha mật kia thì đưa bông hoa cho nàng xem và nói rõ là thần Hermes đã trao cho, rồi chàng rút kiếm ra và buộc nàng hứa sẽ không dùng đũa thần hại chàng. Nói đoạn thần Hermes biến mất, Odysseus rảo bước đến căn nhà trong rừng. sẽ cô mời chàng vào cho chàng uống thứ rượu vang đã được phù phép, rồi nàng toan lấy đũa thần chạm vào người chàng và bảo chàng hãy ra túp lều nơi đang nhốt đàn lợn vừa bị phù phép. Thì Odysseus liền chìa bông hoa trắng ra rồi tuốt kiếm đời. Thế vậy, sẽ cô liền quỳ thập xuống chân chàng reo lên. Chàng ác hẳn là Odysseus, người xứ Ithaca. Thần Hermes đã cho ta hay, chàng sẽ ghé thăm gian sân ta trên đường từ Troy trở về. Lại đây, chúng ta hãy đối đại với nhau như là bạn bè. Chàng không còn phải e sợ tôi nữa. Nàng sai đấm thuộc hạ đem thức ăn và rượu vang ra, nhưng Odysseus chỉ lặng im ngồi thử ra đó. Chàng buồn rầu nghĩ đến các bạn nên cắt thiết ăn uống gì cả. Rốt cuộc, sao cô đành ra túp lều dùng pháp thuật hóa giải họ thành người gặp lại odysseus họ bật khóc vì mừng rỡ cảm ơn chàng đã cứu họ thoát nàng rồi họ quay ngay về thuyền nói với những chàng thủy thủ kia là sao cô muốn tất cả đến chung sống cùng nàng arielotus dọa dẫm họ đủ điều nói là sao cô sẽ biến tất cả thành chó sói hoặc sư tử nghe vậy các chàng trai phá lên cười giễu cợt nỗi lo sợ vu vơ của arielotus rốt cuộc Tất cả đã cùng nhau quay lại căn nhà trong rừng kia. Xe cô tiếp đón và dọn tiệc thách đại. Suốt một năm rồng, họ sống ở đó cùng nàng. Tuy nhiên sau một năm dài đặng đẳng, họ bắt đầu thấy nhớ vợ con và muốn về lại Ithaca. Họ đâu biết được rằng trong cuộc hành trình sắp tới, họ còn phải đương đầu với bao mối hiểm nguy khác nữa. nếu pháp sư cô đành cho họ biết trước nhiều gian truân nữa đang đợi họ và khẩn khoản mời họ ở lại đây mãi mãi cùng nàng. Thấy ai cũng nhất quyết tiếp tục cuộc hành trình, nàng bèn cho Odysseus biết rõ những hiểm họa nào đang chờ chàng và chỉ bảo cho chàng cách thoát nạn. Odysseus lắng nghe và ghi nhớ hết những gì nàng dặn, rồi họ cùng tạ từ nàng lên đường. cô lầm lũi quay về rừng, còn Odysseus và các bạn chàng thì dương bùm ra khơi, lên đên qua những vùng biển xa lạ. Họ vừa đi được một quãng thì gió dịu hẳn và biển lặng sóng Họ thấy một hòn đảo xinh đẹp hiện ra trước mặt và nghe có tiếng hát du dương vọng tới. Nhờ được sơ câu báo trước, Odysseus biết đó chính là tiếng hát của các siren, những trang giai nhân tuyệt sắc nhưng lòng dạ hiểm sâu, vẫn dùng tiếng hát du dương để dụ đám thủy thủ đến xứ sở mình. Nhưng bất cứ chàng trai nào đã đặt chân lên đảo và để lọt tai tiếng ca huyền diệu đó thì đều không thấy trở lại nữa. Odysseus lấy ra một tảng sáp ông lớn cắt thành từng mẫu nhỏ, chàng bảo các bạn nhét mẫu sắp ông đó vào tai để không còn nghe được giọng hát của các nàng siren về phần mình odysseus tò mò muốn được nghe thử giọng hát đó nên chàng dặn các bạn chàng hãy lấy dây chảo trói chặt chàng vào cột buồm và đừng bao giờ cởi trói dù chàng có van xin họ khẩn khoản đến mấy chăng nữa sắp đặt xong xuôi các chàng thủy thủ chèo thuyền ngang qua đảo từ dưới mặt sống giọng hát của các siren dòng vòng đến ở lại đây với chúng em đi, hỡi chàng Odysseus. Các nàng siren cất tiếng hát. Chúng em sẽ truyền cho chàng mọi hiểu biết và sự khôn ngoan. Chúng em sẽ chỉ vẽ chàng nhiều điều để chàng trở thành người thông thái nhất thế gian này. Dù đã được sơ cô báo trước, Odysseus vẫn bị mãnh lực của giọng hát khuyến rũ. Chàng vùng vẫy, cố nới lỏng sợi dây chảo trói quanh người. Nhưng mặc kệ, cứ siết chặt thêm mãi sợi dây trói nên con thuyền đã bình yên vượt qua đảo khi không còn nghe thấy tiếng hát của các nàng siren nữa các chàng trai bèn lấy mẫu sắp ông ra khỏi tai và cởi trói cho odysseus chương 3 tảng đá dựng đứng và vùng nước xoáy chưa đi được bao xa thì trước mũi thuyền họ lại hiện ra một eo biển hẹp bị kẹp chặt giữa hai rặng núi đá cao vút đen ngòm Phía dưới rặng núi đá, mạng bên trái là một xoáy nước hung hiểm. Khối đá cao mạng phải trông có vẻ không nguy hiểm, nhưng Sarko đã báo cho Odysseus biết trước về tảng đá đó cũng như chỗ nước xoáy. Dưới chân tảng đá bên phải này có một cái hang sâu, nơi cư ngụ của một con quái vật hung bạo tên là Estala, có sáu đầu, rất dữ tợn. Mỗi cái đầu của Estala đều gắn với một cái cổ dài ngoẳng và hốc miệng nào cũng tua tù tủa ba hàng răng háu ăn và 12 cái lưỡi dài. Đầu lưỡi chia sẵn một vuốt nhọn chỉ trực đớp lấy bất cứ ai đi qua. Tất cả những hiểm nguy đó, Sarko đều đã báo trước cho Odysseus. Chàng biết rằng vùng nước xoáy, Charybis, dễ dàng nuốt gọn con thuyền chàng, còn quái vật asla thì giỏi lắm cũng chỉ có thể chập được vài người trong số họ mà thôi. Vì vậy chàng dặn các bạn hãy chèo thuyền gần về phía tảng đá bên phải, nhưng không cho họ biết trước là ở đó có quái vật. Ezula đang ẩn mình trong hang sâu, rình rập khách qua đường. Họ vừa chèo thuyền qua eo biển vừa lo âu dõi mắt nhìn chỗ nước xoáy. Thình lình con quái vật sáu đầu Ezula lao ra khỏi hang, chợp lấy sáu người trên thuyền Odysseus. Họ kinh hãi gào to cầu cứu Odysseus, nhưng chàng chẳng thể làm được gì. Con thuyền lách bình qua dải nước hẹp bị kẹp chặt giữa tảng đá có quái vật Ezula đang ẩn mình trong hang sâu, rình rập khách qua đường. Họ vừa chèo thuyền qua eo biển vừa lo âu dõi mắt nhìn chỗ nước xoáy. Thành lên con quái vật sáu đầu Ezula lao ra khỏi hang, chập lấy sáu người trên thuyền Odysseus. Con thuyền lách mình qua dải nước hẹp bị kẹp chặt giữa tảng đá, có quái vật và vùng nước xoáy Charybis và rốt cục cũng ra đến được một vùng biển rộng bao la. Ai nấy đều mệt nhoài, lòng chưa hết kinh hoàng và xót xa vì mất sáu bạn đồng hành. Các chàng trai liền khẩn khoản cầu xin Odysseus cho họ được nghỉ ngơi, Trước mũi thuyền họ, lúc này đã hiện ra một hòn đảo ngoạn mục, văng vặn tiếng bò rống và tiếng cừu kêu từ những cánh đồng xanh tươi vọng đến. Đó là đảo Tarinasia Linh thiêng Odysseus nhớ lời saco cô báo trước là nếu các bạn chàng mà giết đàn gia súc của thần mặt trời trên đảo lấy thịt, thì tất cả họ sẽ phải đền mạng. Chàng báo tin cho các bạn biết lời dặn dò đó của Saco và bảo họ phải chèo tiếp chứ không được ghé đảo nhưng aristoteles tức tối nói rằng ai nấy đều thấm mệt không thể chèo tiếp được nữa nên họ phải được lên bờ ăn tối rồi ngủ một giấc say trên bờ biển cho lại sức nghe aristoteles nói vậy toàn thể thủy thủ đoàn đều râu lên thắng thưởng đêm nay họ sẽ không đi tiếp nữa odysseus đành chiều theo ý họ chàng bắt các bạn phải hứa sẽ không động đến đàn gia súc linh thiêng rồi họ cùng nhau lên bờ đêm đó một trận bão khủng khiếp đâm mặt sức hoành hành, rồi suốt một tháng rồng biển vẫn động triền miên, nên con thuyền nhỏ bé của họ không có cách nào dưng bùm ra khơi. Các chàng thủy thủ đã ăn hết chỗ lương thực dự trữ và uống hết nhẵn rượu vang mang theo, nên chẳng bao lâu sau họ bắt đầu bị những cơn đói khát hành hà, khiến họ không thể chịu được nữa. Odysseus một mình leo lên ngọn đồi trên đảo, cầu khẩn chư thần ra tay cứu giúp. Cầu nguyện xong, chàng tìm một chỗ trú tạm rồi lăn ra ngủ. Nhưng lúc Odysseus đi vắng, Odysseus đã thuyết phục được đám thủy thủ trong đoàn, giết thịt vài con trong đàn gia súc linh thiêng của thần mặt trời. Khi Odysseus quay về, chàng ngửi thấy mùi thịt nướng và biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Chàng tức tối đến cùng cực và không hề động đến món thịt đó, nhưng toàn thể thủy thủ đoàn cứ tiếp tục ăn suốt sáu hôm liền. Sau đó bão dứt và mặt trời rực rỡ lại hiện ra, họ bèn dương bườm rời đảo. Nhưng Họ đã bị trừng phạt vì tội lỗi đã phạm. Khi họ không còn thấy đâu là đất liền nữa, một trận bão dữ dội lại nổi lên. Gió quật ngã cột bơm và sát đánh thuyền họ vỡ đôi. Tất cả thủy thủ đoàn đều chết đuối ngoài trừ Odysseus vì chàng cố bám vào đoạn cột bườm bị gãy. Odysseus vật lộn hồi lâu với biển cả cồn sống. Chàng bám vào cột buồm, dốc hết sức bình sinh khỏa nước bơi đi và rút cục sóng biển đưa chàng dạt vào một bãi biển đầy cát trên một hòn đảo. Trì vì hòn đảo này là một nàng tiên nữ tên là Salipso, nàng tìm thấy Odysseus đang kiệt sức nằm ngắt ngoại bên bờ biển. Suốt bảy năm rồng, Calypso giữ chàng lại trong vương động của nàng và đối đãi với chàng rất ân cần. Còn Odysseus thì luôn khát khao được trở về Ithaca, gặp lại vợ nàng Penelope, nhưng không gặp một con thuyền nào đi qua gần đảo, riêng về phần mình chàng chẳng có thuyền để lên đường tuy sống sung sướng bên tiên nợ calypso vô cùng diễm lệ và tốt bụng nhưng odysseus không hề thấy hạnh phúc bởi lòng chàng không giây phút nào nguôi được nỗi nhớ quê nhà tuy nhiên suốt cục chư thần cũng cảm thương cho thân phận odysseus và phái hermes đến gặp tiên nữ calypso là một tiên nữ bất tử calypso nhận ngay ra thần hermes Nàng bày lên bàn các món cao lương mỹ vị của chư thần và rót ra một chén rượu tiên. Trong lúc thần Hermes nghỉ ngơi khoan khoái, nàng mới hỏi nguyên do cuộc viếng thăm. Thần Zeus phái ta đến. Thần Hermes đáp. Ngài phán rằng nàng đang giữ bên nàng một chàng trai luôn tranh cánh bên lòng nỗi nhớ nhà và khát khao được về lại quê hương. Chàng ta là một trong những chiến binh Hy Lạp quả cảm nhất trong cuộc vây hãm thành trôi và đã chinh chiến suốt 10 năm rồng mới chiếm được thành bang này. Trên đường trở về, chàng và các bạn đồng hành đã xúc phạm đến chư thần, khiến chư thần bắt họ phải chịu đựng bao tai họa thảm khốc. Nhưng giờ đây, Odysseus đã nếm đủ mọi hình phạt, nên thần Zeus phán nàng phải để chàng ta ra đi. Chư thần muốn Odysseus được về lại quê nhà và không phải bỏ thần nơi đất khách. Nghĩ đến cảnh phải mất Odysseus, Calypso rầu rĩ lắm, nhưng nàng biết mình phải vâng theo ý nguyện chư thần, nên bèn đi tìm chàng trai đang sống trong nỗi cô đơn và bất hạnh. Nàng thấy chàng ngồi một mình ngoài bờ biển, nước mắt ràn rùa, đăm đăm dõi nhìn ra khơi xa, lòng nghĩ đến vợ con và quê hương. Calypso dừng lại bên chàng và nói, Odysseus, chàng hỡi, hãy quên đi mọi nỗi sầu muộn, vì ta sắp cho chàng trở về. Chàng hãy tự đóng lấy một chiếc thuyền gỗ, còn ta ta sẽ chu cấp cho chàng lương thực và nước uống để mang theo, rồi ta sẽ thổi những cơn gió thuận để thuyền chàng về đến quê nhà bình yên. Đó là ý nguyện của chư thần mà ta buộc phải vâng theo. Odysseus bày tỏ cùng nàng lòng biết ơn chân tình. Hôm sau, Calypso đem đến cho chàng một bộ đồ nghề thợ mộc. Chàng hạ cây từ đóng lấy một chiếc thuyền có đủ cả cột bùm lẫn những cánh bùm lớn nhỏ. Năm ngày sau, chiếc thuyền đã đóng xong Calypso chu cấp cho chàng nhiều rượu vang và nhiều thức ăn ngon, vật lạ. Họ hôn nhau lần cuối rồi chia tay. Chàng dương bùm ra khơi, còn nàng ở lại một mình trên đảo. Odysseus có đủ mọi cơ may được sống bất tử bên nàng tiên nữ kiều diễm, nhưng chàng đã chọn kiếp sống phàm trần để được sống chết bên nàng Penelope, vợ của chàng. Chương 4 Trở về Odysseus lên đến trên biển cả 17 ngày rồng, gió thuận đưa thuyền chàng tiến dần về Ithaca. Sau cùng một đêm kia, chàng bỗng thấy đáy thuyền chạm vào cát, và chàng lại được đứng trên đất liền khô ráo. Mệt nhoài sau cuộc hành trình, chàng nằm lăn xuống dãy cát bên bờ biển và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Odysseus thấy sương mù bao phủ khắp vùng, khiến chàng không nhận ra đây chính là đảo Ithaca quê nhà. Chàng nghĩ bụng, chắc mình lại lạc đến một xứ lạ nào nữa đây. Chàng buồn bã đi đi lại lại trên bờ biển, rồi bỗng chàng gặp một cậu thiếu niên ăn bận như một trang hoàng tử, tay cầm một ngọn giáo. Odysseus hỏi chàng ta đây là xứ nào? Chàng trả đáp, Hỡi kẻ làm mặt, chắc anh phải từ một nơi xa xôi lắm đến đây, nơi này chính là đảo Ithaca. Odysseus bừng rỡ không xiết và rốt cục chàng cũng đã về lại được quê nhà, nhưng chàng không nói cho chàng thiếu niên nọ biết mình là ai. Chàng chưa biết là sau ngần ấy năm trời, liệu đám trai trẻ xứ Ithaca có vui mừng thấy chàng trở về hay không. Vì vậy chàng vợ nói mình là dân đạo Crete vừa từ quê nhà đến đây trên một chiếc thuyền của người Phoenicia. Chàng cho biết người Phoenicia hứa đưa chàng đến với Pylos, nhưng gió đã cúng thuyền họ đi chệch hướng nên họ mới lên đảo này ngủ tạm ngoài bờ biển. Tuy nhiên nhân lúc chàng còn say ngủ, đám Phoenicia nọ đã dương bùm đi mất, bỏ chàng lại trên đảo. Nghe vậy chàng trai nọ phá lên cười rồi vụt biến thành nữ thần Atreni đầy quyền phép. Người ăn nói khôn ngoan lắm, nữ thần bảo. Nhưng người đâu biết ta, mặc dù ta đã giúp ngươi ở thành trôi. Nay ta đến để báo trước với ngươi rằng, ngươi không được xưng danh tánh mình với bất cứ ai, vì trong hoàng cung ngươi còn phải đối mặt với nhiều kẻ thù thâm hiểm. Sao ngài không ra tay cứu giúp khi con lâm nạn ngoài biển cả, Odysseus nói. còn bây giờ ngài lại giễu cợ con. có thật đây chính là quê hương con không? ta không thể giúp cho ngươi trên biển cả, nữ thần Athena đáp. vì ta không muốn gây xích mít với anh ta, thần biển cả Poseidon. anh ta rất tức giận vì ngươi đã đâm mù mắt con trai anh ấy, một gã Celebes. nhưng hay lại đây, ta sẽ cho ngươi thấy đây đích thật là Ithaca. Nữ thần xô đi làng sương trắng để Odysseus có thể nhận ra quê hương thân thương của chàng. Rồi nữ thần bày chàng cách hạ sát đám phạn nghịch, cho dù chàng chỉ một thân một mình giữa bọn chúng. Trước hết nàng dùng phép màu biến chàng thành một ông lão với đôi mắt mệt mỏi và làn da nhăn nheo. Rồi nàng cải trang giúp chàng, biến chàng thành một lão hành khất, quần áo tạ tơi, bẩn thiểu, để không còn một ai có thể nhận ra chàng. Nữ thần nói, Giờ thì ngươi hãy đến gặp lão chăn lợn Amstead um và ở lại đấy cho đến khi ta đưa Telemachus con trai ngươi trở về. Telemachus hiện đang sang Esparta thăm Helen và Menelaus. Ta sẽ bảo nó cấp tốc quay về. Trong lúc đó, Amstead um sẽ kể hết cho ngươi nghe mọi việc đã xảy ra tại đây trong suốt khoảng thời gian ngươi vắng nhà và ngươi sẽ hiểu sao vì sao ta lại dặn ngươi phải cẩn trọng. Nói đoạn, nữ thần Atri biến mất và Odysseus trèo qua mấy ngọn đồi để đến được một nông trại nơi người chăn lợn cư ngụ. Đến gần ngôi nhà trong nông trại, chàng thấy lão chăn lợn Omsus đang ngồi một mình trước cửa. Cụ Omsus là người rất trung hậu, luôn hết lòng tận tụy với vua Cleotes ngông cuồng cùng gia quyến ngài. Omsus không nhận ra Odysseus, nhưng cụ đối đại với người hành khất già hết sức tử tế. Cụ đưa người hành khất vào nhà, dọn thức ăn và rượu vang lên thách đại. Columsus cũng cho Odysseus biết tình cảnh của Penelope, vợ chàng, và Telemachus, con chàng, hiện đã là một trang nam nhi 20 tuổi. Tuấn tú và quả cảm, chứ không còn là đứa bé như ngày Odysseus rời quê hương, lên đường sang Troy. Ông lão Odysseus nói là Penelope năm lâu nay đã gặp đủ mọi bất hạnh. Khi trông thấy Odysseus trở về sau cuộc chiến, ai cũng cho là chàng đã chết. Bây giờ Telemachus hãy còn là một cậu bé, còn Leotres, cha của Odysseus thì đã cao tuổi, không còn ai đủ sức trị vì xứ sở nữa. Ithaca vì vậy không được ai trị vì, nên đám trai trẻ trên đảo, những gã lớn lên trong thời gian cha họ bận chinh chiến bên trôi, đã mặc sức làm càng. Trong đám trai trẻ đó, có 12 tên đội kết hôn cùng nàng Penelope. Chúng lôi kéo được khoảng 100 gã nữa, cứ đến ở lì tại Hoàng Cung nơi nàng Penelope đang mỏi mắt chờ chồng và suốt ngày ăn uống phè phỡn bọn chúng rất ngông cuồng nên không một ai dám căng ngăn. Chúng nói rằng sẽ không bỏ đi, chừng nào Penelope còn chưa chọn lấy một đứa trong bọn để kết duyên và lập gã đó làm vua xứ Ithaca. Chúng bất chấp chuyện Telemachus là hoàng tử hợp pháp và luôn xúc phạm cầu, cư xử với cầu rất lộ mạng. Rốt cục, Penelope đành phải hứa sẽ chọn một gã làm chồng, chừng nào nàng dệt xong một tấm vải lanh dài rộng khổ. Suốt ngày nàng ngồi dệt, nhưng đêm khi bọn trai trẻ ra về, vì chúng không ngủ lại tại hoàng cung, nàng lại tháo hết ra phần đã dệt được trong ngày hôm đó. Nhưng đám trai trẻ ngày càng mất kiên nhẫn và ông lão e rằng chỉ nay mai thôi là chúng sẽ nhất quyết đội bằng được nàng Penelope và chọn một gã trong bọn làm chồng. Nghe xong, Odysseus rất đội lo âu, không kìm được nước mắt. Cô Amses hỏi chàng là ai và có biết tin tức gì về vị vua bị mất tích của xứ mình hay không? Odysseus đáp là vị vua xứ Ithaca chắc chắn sẽ trở về. Rồi chàng kể cho cụ chăn lợn toàn bộ câu chuyện về chàng. Chàng nói mình là dân xứ Crete và đã từng tham gia chinh chiến tại Troy. Về sau chàng bị đắm tàu dạt vào một xứ lân bang. Tại đây, chàng được biết là Odysseus còn sống và chẳng bao lâu nữa sẽ về lại xứ sở. Cô Odysseus không tin lắm câu chuyện vừa nghe kể, nhưng vẫn dọn cho người hành khất già một bữa ăn ngon và vừa ăn thì Odysseus vừa kể cho ông lão nghe những câu chuyện về cuộc vây hãm thành trôi, mãi cho đến lúc họ phải đi ngủ. Trong lúc đó, nữ thần Athena đến nhà của Menelus tại Sparta và thấy Telemachus đang nằm, nhưng cậu chưa chập mắt. Nữ thần báo cho cậu rằng Penelope mẹ cậu đang gặp chuyện hết sức phiền muộn và khuyên cậu hãy lập tức quay về. Nhưng về đến nơi, cậu phải để các bạn thủy thủ vào thành trước còn cậu thì một mình băng qua những ngọn đồi đến gặp cụ già chăn lợn. Sáng ra, Telemachus thuật lại cuộc viếng thăm của nữ thần Athene với Menelaus và Helen, rồi vội từ biệt họ. Ngay lúc Telemachus vừa rời khỏi hoàng cung của Menelaus, một con chim bưng vụt xà xuống quắp lấy một con ngỗng trắng lớn đang ăn trên bãi cỏ, rồi bay vút đi. Nàng Helen Diễm Lệ liền lý giải điềm lành kia cho cậu cậu đã thấy con chim ưng từ trên đỉnh đồi xà xuống và quắp lấy con ngỗng tha đi rồi chứ. Nàng nói, Odysseus cha cậu rồi cũng sẽ trở về sau bao cuộc phiêu lưu và trả thù những kẻ mưu hãm hại ông cũng bằng kính cách đó. Thật ra, ông hiện đã có mặt tại xứ Ithaca rồi và đang trù tính mọi mưu kế để đánh bại họ. Telemachus mừng rỡ không xiết. Cảm ơn Helen đã giải đoán giúp cậu điềm lành, rồi cậu lên thuyền đang đầu ngoài cảng và lập tức lên thuyền về Ithaca. Đến nơi, cậu để các thủy thủ về thành trước, còn mình thì băng qua đảo, đến nhà cụ chăn lợn. Ông lão Omsus và Odysseus vừa mới nhóm xong bếp lửa làm buổi sáng, thì thấy lũ chó trong nông trại chạy ra đón mừng một cậu thanh niên đang tiến về phía nhà mình. Khi cậu đến gần hơn, Omsus liền nhận ra đó là Telemachus nên vội chạy ra đón. Thấy Telemachus bước vào nhà, Odysseus vội đứng lên, nhưng chàng hoàng tử trả tội bảo với người hành khất già cứ việc ngồi yên. Họ cùng ăn điểm tâm. Ăn xong, Telemachus bảo ông lão chăn lợn đến báo với mẹ mình là con nàng đã về đến nhà bình an. Cô ôm sớt lập tức vào cung. Ông lão chăn lợn vừa đi khuất thì đàn chó trong nông trại bỗng cất tiếng rên rỉ lộ vẻ hoảng hốt. Telemachus không hiểu sao, đàn chó lại hoảng sợ đến như vậy. Nhưng Odysseus thì biết ngay vì chàng đã thấy bóng nữ thần athena nàng chỉ hiện ra với riêng chàng. Đang chót chậm thấy cái gì thật kỳ lạ, khủng khiếp đang tiến về phía cửa. Nữ thần Athena bảo Odysseus hãy nói thật cho Telemachus biết chàng là ai, vì giờ đây chỉ còn lại hai cha con. Nàng khẽ chậm cây đũa thần vào người chàng, hóa dạy cho Odysseus trở lại nguyên hình, tướng mạo tuấn tú, dũng mãnh và ăn vận như một nhà vua. Vì không thấy được nữ thần Athena và cũng không nghe được lời nàng phán bảo, nên cảnh tượng đó khiến cho Telemachus rất đổi kinh ngạc. Cô nghĩ bụng, người hành khất già này hẳn là một vị thần. Nhưng Odysseus nói, Ta không phải là một vị thần, mà là cha của con đây. Và hai cha con liền ôm chầm lấy nhau, bật khóc vì mừng rỡ. Odysseus hỏi thêm Telemachus về bọn trai trẻ đang đến ở lì trong hoàng cung, và biết được chúng có cả thầy 108 tên, Tất cả bọn chúng đều trẻ, khỏe, luôn đeo kiếm bên mình nhưng không hề đội mũ trù hay mặc giáp bào. Odysseus nói rằng nhờ có nữ thần Athena ra tay giúp, chàng hy vọng sẽ quét sạch tất cả bọn chúng rồi bảo Telemachus phải quay về cung trước, còn mình thì sẽ cải trang thành người hành khất già và sẽ xuất hiện vào sáng hôm sau. Chàng dặn thêm Telemachus hãy bỏ ngoài tai những lời đám trai trẻ ấy sỉ nhục mình để cố tìm mọi cơ hội Lấy đi toàn bộ những khiên giáo và khí giới treo trên tường gian đại sảnh, rồi đem giấu hết vào kho vũ khí. Chàng tiếp, con nhớ phải giữ lại hai thanh kiếm, hai ngọn giáo, hai tấm khiên để cha con ta sử dụng đến, nhưng chớ để thổ lộ với ai người hành khất già là cha con. Hai cha con cùng nhau chuyện trò, bàn mưu tính kế đã xong, nên trước lúc âm sách quay về, nữ thần Athena lại biến Odysseus thành người hành khất già quần áo tơi tả. Chương năm Odysseus đến Hoàng Cung Sáng hôm sau, Telemachus về Hoàng Cung và an ủi mẹ. Câu kể cho mẹ chuyến đi thăm Menelaus và Helen, nhưng câu chuyện của Telemachus chẳng giúp cho Penelope vui lên được chút nào vì nàng cho rằng chính cô em họ Helen Diễm Lệ là kẻ đã gây nên mọi bất hạnh mà nàng phải gánh chịu từ đó đến giờ. Sau đó, Odysseus và người chăn lợn lên đường về thành. Thấy họ tiến vào sân trong hoàng cung, một con chó già yếu ớt mừng đón họ đó là Agos, con chó yêu của odysseus ngày chủ rời nhà lên đường sang trôi nó hãy còn là một chú chó nhỏ hiếu động nhưng giờ đây thì nó đã quá già yếu không còn đủ sức chạy ra mừng chủ như ngày nào sau bao năm trời đằng đẵng nó vẫn nhận ra odysseus tuy chàng ăn bận rách rưới như một người hành khất con chó già vẫy đuôi mừng liếm tay chủ cảm thấy mãn nguyện lắm đoạn lại nằm xuống và lăn ra chết. Odysseus vỗ nhẹ Argos để an ủi nó, rồi quay mặt đi giấu những giọt nước mắt. Con chó già của Odysseus đã nhận ra chàng, nhưng Penelope vợ chàng lại không nhận ra chồng khi họ gặp nhau. Odysseus vào nhà trông, còn Odysseus ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài kê bên ngoài đại sảnh. Thấy chàng, Telemachus nói cụ Odysseus đem bánh mì và thịt ra cho người hành khách. Odysseus vừa ăn, vừa dõi mắt nhìn đám trai trẻ đang ngồi chè chén bên bàn tiệc lớn trong đại sảnh. Ăn xong, chàng quyết định thử xem liệu có đứa nào trong bọn là người tốt bụng và rồng lượng hay không. Chàng bèn lân vào đại sảnh xin chung bố thí. Vài đứa quẳng cho chàng xương và vỏ bánh mì. Một đứa trong bọn, tên là Artonos, đã cầm lên một chiếc ghế đậu và dán mạnh xuống vai chàng. Xin chư thần hãy cướp đi mạng sống của Artonos trước ngày hắn kịp kết hôn. Odysseus thầm thì khẩn cầu. Ngay cả những gã còn lại trong bọn cũng phải lên tiếng quở trách Atreus, sao nỡ đang tâm đánh người hành khách già. Thấy cảnh tường đó, Penelope bảo cô âm xếp dẫn người hành khách đến gặp nàng, nhưng Odysseus nhờ nhắn lại rằng chàng đã bị bọn chúng đánh đập trong đại sảnh nên để đến tối chờ khi bọn chúng bỏ ra về hết hẳn gặp nhau thì hơn. Hoàng hôn buông xuống, đám thanh niên lục tục về lại nhà chúng trong thành. Telemachus và Odysseus tháo hết gươm giáo trên tường xuống, rồi đem giấu vào kho vũ khí nằm bên trên gian đại sảnh. Xong, Telemachus về phòng ngủ, còn Odysseus ngồi đợi Penelope dưới đại sảnh. Được một lúc thì nàng đến, nàng hỏi chàng là ai và có biết được tin gì về chồng nàng hay không. Odysseus ngợi khen nhan sắc nàng vì nàng vẫn kiều diễm như thuở nào, chứ không đáp lại điều nàng hỏi. Penelope lại gạn hỏi lần nữa chàng là ai, nên chàng đành đáp rằng mình là một hoàng tử xứ Crete. Tuy chàng không sang chinh chiến tại Troy, nhưng có gặp Odysseus khi người anh hùng danh tiếng ghé thăm đạo Crete trên đường đến Troy. Nghe người làm mặt nói có gặp chồng nàng, Penelope hòa khóc. Nhưng vì đã nghe nhiều người kể đủ chuyện bị đặt về chồng nàng, nên nàng phải gạn hỏi rằng hồi đó Odysseus phục sức ra sao? Người hành khất đáp, Odysseus khoác một chiếc áo màu đỏ tía, cài một chiếc kim găm tạc hình một con chó săn. Nghe vậy Penelope lại khóc nức nở và nói chính nàng đã tặng cho Odysseus chiếc áo và cái kim găm đó. Giờ thì nàng tin chắc rằng người hành khất này quả đã gặp chồng mình thật. Chàng kể tiếp với nàng rằng chàng nghe nói Odysseus vẫn còn sống, tuy rằng chàng đã mất hết các bạn đồng hành trên đường về. Người hành khất còn cho biết ông tin chắc rằng Odysseus sẽ trở về Ithaca ngay trong năm nay. Penelope thấy khó lòng tin được một kết cục tốt lành như vậy, nhưng nàng vẫn bảo bà U già Odysbia lấy nước ấm rửa chân cho người hành khất. Odysseus quay mặt đi, tránh ánh đuốc để bà U già không nhận ra chàng. Nhưng dù vậy, bà vẫn cảm thấy chàng hao hao giống ông chủ. Lúc người U già rửa chân cho chàng, bà để ý thấy vết sẹo dài do bị thú dữ gây nên trong một cuộc đi săn ngày trước. Hồi chàng chưa lấy vợ. Bây giờ, người u già đã biết đích xác chàng là ai nên bà khẽ gọi đúng tên chàng như ngày xưa. Odysseus ra hiệu cho bà giữ kín câu chuyện và bà lặng lẽ đi ra. Khi bà u già Arebia đã đi khuất, Penelope nói với người hành khất già là nàng không thể lần lửa mãi việc cười tuyệt lời cầu hôn của 12 gã kia. Nàng nói rằng Odysseus có để lại một cây cung lớn và 12 chiếc rìu sắt. Mỗi chiếc có đục một lỗ tròn trên lưỡi Trước ngày săn trôi chinh chiến Chàng thường sắp 12 chiếc rìu này thẳng hàng Rồi dương cung bắn cho mũi tên xuyên qua 12 cái lỗ kia Dây cây cung này rất khó dương Phải một người thật khỏe mới kéo nổi lúc muốn bắn Peralapi nói là nàng đã hứa Sẽ đem cây cung với tá rìu ra cho 12 gã trai trẻ cầu hôn thử sức Nàng sẽ lấy người nào dương nổi cây cung Và bắn được mũi tên xuyên qua cả 12 chiếc lỗ kia Người hành khất nói, Kẻ hành khất khốn khổ này tiên đoán là Odysseus sẽ có mặt tại đây trước lúc bất cứ kẻ nào trong số 12 tên kia kịp trổ tài. Chàng mỉm cười cùng với Penelope. Nàng từ biệt chàng rồi quay về phòng, còn Odysseus thì ngã lưng xuống sàn gian đại sảnh, ngủ một giấc. Chương 6 Đoạn kết câu chuyện Sáng hôm sau như thường lệ, 12 gã trai trẻ cầu hô Menelus lại kéo tới hoàng cung cùng đông đủ đám bạn bè. Khi bọn chúng tề tựu đủ mặt, Penelope bước vào đại sảnh, mang theo cây cung của Odysseus. Theo sau đàn là đám gia nhân khiêng một chiếc trương lớn trong đựng một tá rượu sắt. Penelope khinh bỉ nhìn 12 kẻ săn đuổi mình, rồi kêu hành nói rằng nếu bị buộc phải kết hôn, nàng sẽ chọn cây nào dương nổi cây cung và bắn được 12 mũi tên xuyên qua 12 cái lỗ tròn trên tá rượu kia. Telemachus đứng bật dậy nói, hãy để cậu thử sức trước, và nếu cậu làm được việc đó, cậu sẽ không cho phép bất kỳ ai được đưa mẹ cậu ra khỏi ngôi nhà của chính bà. Telemachus cố dương cây cung nhưng ba lần đều thất bại cả ba. Mãi đến lần thứ tư, cậu mới dương nổi, nhưng Odysseus ra hiệu cho con, nên cậu bèn đặt cây cung xuống. Cậu nói, tôi tài hèn sức mọn, xin nhường cho ai khỏe hơn trổ tài. 12 cây cầu hôn lần lượt thử sức nhưng không một tên nào đủ khỏe để dương nổi cây cung lớn đó. Thấy vậy, Odysseus đưa cụ âm sết ra sân ướm hỏi, Cụ sẽ đứng về phe nào nếu Odysseus trở về? Cụ sẽ chiến đấu vì Odysseus hay là vì đám trai trẻ kia? Vì Odysseus, ông già chân lợn trung thành reo lên, ước gì hôm nay ngày Odysseus sẽ có mặt tại đây. Ngày ấy đã trở về rồi đó, vì chính ta là Odysseus. Chàng nói và dơ vết sợ cụ trên chân mình cho cụ già chăn lợn nhìn. Cụ chăn lợn hôn tay chàng và òa khóc vì sung sướng. Odysseus dặn rằng chàng sẽ trở vào đại sảnh xin được thử sức với cây cung, và cho dù có ai nói gì chăng nữa, cụ âm cũng phải trao cây cung vào tay chàng sau đó nói tất cả đàn bà ra khỏi đại sảnh, rồi khóa chặt mọi cánh cửa lại. Nói đoạn, Odysseus liền quay vào, âm xếp theo sau chàng. Không một gã trai trẻ cầu hôn nào dương nội cây cung, và thế là Antinous bảo hãy tạm gác việc thử sức đến hôm khác. Rồi bọn chúng toan xà vào bàn uống rượu, nhưng Odysseus đã bước ra xin được thử sức. Đám trai trẻ phá lên cười khinh bỉ dịu cợt chàng, nhưng Penelope nói là người hành khất cũng phải được phép thử sức. Nàng nói rằng dĩ nhiên nàng sẽ không cưới ông, dù ông có dương nội cây cung, nhưng nàng sẽ tặng ông một bộ quần áo mới, một thanh gươm và một ngọn giáo, và sẽ vui lòng cho ông đến bất cứ nơi nào ông muốn. Telemachus lớn tiếng nói, cây cung đó bây giờ là của chính cậu, nhưng cậu sẽ tặng nó cho ông già nếu ông thích. Rồi cậu nói mẹ rời đại sảnh. Penelope cùng đám thị nữ lên gác. Nàng rất đội ngạc nhiên thấy con mình hôm nay ăn nói hệt như chủ nhà. Telemachus đặt cây cung vào tay của Odysseus, còn của Amstead thì lặng lẽ khóa chặt mọi cánh cửa. Đám trai tráng dễ cợt người hành khách, nhưng chàng bỗng dương căng cây cung hết cỡ, dễ dàng như thể người nhạc công căng một sợi dây đàn. Chàng lấy một mũi tên đặt trên bàn lên, lắp vào dây cung rồi buông tay. Mũi tên xuyên qua tất cả 12 cái lỗ trên tá rượu kia, Chàng quay về phía con mỉm cười. Telemachus một tay tuốt kiếm, tay kia cầm một ngọn giáo đứng cạnh Odysseus. Chỉ một bước nhảy, Odysseus đã lao đến bên cửa. Chàng đứng đó, tay cầm cây cung nói lớn. Giờ ta sẽ làm một điều mà xưa nay chưa ai từng làm. Chàng cầm lên một mũi tên dương cung, nhầm thẳng tên Antinous đang ngồi uống rượu và chiếc cốc bằng vàng. Mũi tên xuyên suốt cầu hồng hắn, Chiếc cốc rơi xuống sàn và Antinous ngã dùi xuống bàn, tắt thở. Thấy vậy, bọn còn lại chồm dậy giận dữ, đưa mắt nhìn quanh tìm khiên giáo, nhưng trên tường đã trống không. Ngươi sẽ chết, và ưng sẽ rỉa thịt ngươi. Chúng thét lên, ngỡ rằng người hành khất đã lỡ tay, nên mũi tên mới hạ sát được Antinous. Lũ chó! Odysseus, Kinh bị đáp. Các ngươi không biết ta là ai ư? Các ngươi đặt phung phí sản nghiệp ta, xúc phạm vợ ta tưởng là ta chẳng bao giờ từ trôi trở về. Nhưng hôm nay là ngày tận số của các ngươi. Odysseus sẽ rửa hận. Thuốc kiếm ra các bạn. Oedipus lớn tiếng bao đồng bọn. Ta sẽ dùng mấy chiếc bàn này làm khiên ngăn những mũi tên của gã kia. Hắn rút kiếm, lao tới. Nhưng Odysseus đã bắn một mũi tên xuyên suốt ngực hắn, hà gục hắn ngay. Một tên khác xông vào Odysseus, nhưng Telemachus đã phóng ngọn giáo xuyên trúng vai hắn, Lúc đó, một gã gia nhân phản phúc của Telemachus tên là Melatus leo lên kho vũ khí ném xuống mũ trụ khiên giáo cho 12 gã trai trẻ cầu hôn. Nhưng nữ thần Athene đã hiện xuống, ban thêm cho Odysseus lòng can đảm. Chàng cần được nữ thần khích lệ vì giờ đây địch thủ bao vây chàng bốn bề. Bọn tà giáo từ mọi hướng bay đến, nhưng nữ thần Athene đều gạt cả đi. Hai cha con Odysseus và cụ chăn lợn trung thành, dũng mạnh chiến đấu, nên chẳng mấy chốc tất cả bọn thù địch đều nằm chết ngổn ngang dưới sàn rồi odysseus bảo gia nhân khiêng hết xác chúng ra ngoài sân và sai đám thị nữ rửa dọn sạch dàn đại sảnh dọn dẹp xong đâu đấy họ lôi tên gia nhân melatius ra giết vì tội phản bội chủ sau đó họ đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi cử người lên mời penelope xuống nhà bà u già elysia chạy lên báo cho penelope biết tin vui bà lao vào phòng Penelope reo lên. Con xuống mà xem điều con hằng khao khát bấy lâu nay. Odysseus đã trở về và toàn bộ đám trai trẻ thất đức kia đều chết cả rồi. Ồ hóa điên thật rồi hay sao mà đánh thức tôi vì một chuyện rồ dại như thế? Penelope nói. Nhưng người u già đáp. Thật đấy, đó không phải là chuyện ngớ ngẩn đâu con. Odysseus đang ở dưới đại sảnh. Chàng chính là người hành khất già đã bị bọn trai trẻ nọ đánh đập và hạ nhục đã biết đó là cha nó ngay cả lúc này penelope vẫn chưa tin hẳn vào lời người u già nàng ngờ rằng người hành khất kia có thể là một vị thần cải trang làm người thường hoặc chỉ là một kẻ manh tâm nào đó mạo danh odysseus nàng rầu rĩ nói odysseus chắc chắn là đã chết và bỏ xác lại tại một xứ sở xa xôi nào đó từ lâu rồi bà ericilla nói với nàng rằng chính mắt mình đã nhìn thấy vết sẹo trên chân chàng nhưng penelope vẫn hồ nghi tuy vậy nàng cũng xuống đại sảnh ngồi cạnh đống lửa hồng đối diện với odysseus chàng vẫn mặc bộ quần áo tả tơi của kẻ hành khách người mệt lạ, tay chân bê bết máu sau cuộc ác chiến và nàng vẫn không nhận ra chàng nàng ngồi yên chẳng nói năng gì mặc cho telemachus trách cứ mẹ là người phụ nữ cứng lòng và tàn nhẫn con ơi đang nói, mẹ thật là bối rối nên không biết phải nói gì. Nhưng nếu người này chính là Odysseus, thì ông ấy phải biết những điều mà ngoài mẹ và ông ấy ra không một ai biết được. Mẹ đã nghĩ ra cách để biết rõ thật giả. Nghe vậy, Odysseus bảo Telemachus hãy đi tắm rửa và thay quần áo sạch. Còn bà Ugia Elysia thì tắm cho Odysseus và lấy dầu thơm xoa lên khắp người chàng. Rồi bà đem quần áo mới đến để chàng thay trong chàng lại dũng mãnh và đỉnh ngộ như trước. Chàng ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh đống lửa hồng và nói với Penelope: Thưa phu nhân, tôi trộm nghĩ phu nhân quả là bà hoàng diễm lệ nhất và nhẫn tâm nhất trên đời này. Không một người đàn bà nào có thể cứng lòng đến thế trước người chồng đã nếm bao hiểm nguy, khổ ải mới về lại được quê hương. Chàng quay sang bà Aristela, lớn tiếng nói, Ú ơi, dọn cho ta một chiếc giường ngay tại đây, để ta ngủ một mình vì tim nàng cứng rắn tựa sắt. Bây giờ Penelope bèn dùng kế để thử chàng. Nàng nói với bà Orisea, Ô già ơi, ô dọn cho ông đây một chiếc giường bên ngoài căn phòng ngủ mà chính tay Odysseus đã xây cho chúng tôi. Hồi chúng tôi mới cưới nhau, rồi mang cái giường vững chãi trong phòng đó ra cho ông đây ngã lưng. Làm sao có thể khiến được cái giường ấy ra khỏi phòng? Odysseus nói. Chẳng phải chính ta đã đóng chiếc giường đó bằng một gốc cây ba bốn người ôm ngay tại chỗ đó mọc lên đó hay sao? Không một ai di chuyển nổi chiếc giường ấy cả trừ phi hắn chặt hết rệ dưới đất. Mãi tới lúc này, Penelope mới chạy đến bên Odysseus, siết chặt lấy cổ chàng trong vòng tay mình và hôn chàng. Xin chàng, cho giận thiếp, nàng nói. Thiếp luôn e sợ là sẽ có một kẻ làm mặt nào đó đến đây lừa thiếp, mạo danh chồng. Nhưng giờ đây, Chàng đã nói với thiếp điều bí ẩn về chiếc giường mà chưa từng có một ai nhìn thấy và biết được ngoài hai ta và u già Orisia trung thành. Họ lại hôn nhau và hai cánh tay trắng mút của nàng như thế chẳng còn bao giờ còn muốn rời xa cổ chồng lần nữa. Odysseus thuật lại cho nàng nghe mọi cuộc phiêu lưu rồi họ cùng sống bước về phòng. Bà u già Orisia đi trước tay cầm bỏ đuốc sáng rực. Rốt cục chư thần cũng đã đem lại cho vợ chồng họ bình yên và hạnh phúc mà cả hai từng mong ngóng bấy nay